Ok, cái vụ video tí nữa em nói ha, cái vụ video tí nữa em nói. Rồi. Rồi chắc anh bắt đầu được rồi nha. Thì anh chị xem mấy cái video trên YouTube thì anh chị có viết ra những cái câu hỏi mà mình còn thắc mắc không? Viết ra những cái câu hỏi mình thắc mắc thì anh chị đừng có hỏi liền nhé, tức là buổi học của chúng ta thì em sẽ bao gồm rất là nhiều kiến thức và không có thiếu cái gì đâu, anh chị cứ yên tâm là không có thiếu một cái gì cả. Anh chị từ không biết gì và trở thành một người rất là am hiểu. Vấn đề bây giờ chỉ còn là luyện tập và kỹ năng nữa thôi chứ còn kiến thức em chia sẻ ở đây thì em không có giấu nghề gì cả, anh chị cứ yên tâm. Cho nên là khi mà em nói về cái kiến thức mảng nào á, thì anh chị hãy hỏi cái câu hỏi về cái mảng đó. Chứ còn chúng ta hạn chế là chúng ta hỏi những câu hỏi mà không có liên quan tới cái mà em đang nói. Ví dụ như là em đang nói về công cụ phân tích kỹ thuật nào đó, thì anh chị hãy hỏi về cái công cụ đó thôi. Còn những cái như quản trị vốn này nọ thì anh chị sẽ hỏi vào cái bài mà em dạy quản trị vốn. Chuyên sâu vào pre-action nữa. Đó là không anh, không có chuyên sâu. Thì theo anh chị là pre-action là gì? Pre-action thực ra nói không chuyên sâu thì cũng không đúng. Mà pre-action có nghĩa là khi mà anh chị hiểu được cái luật vận hành của thị trường ấy, cách biểu đồ nến dịch chuyển ấy, thì đó chính là pre-action. Tức là pre-action dịch ra là hành động giá, tức là giá cả trên thị trường nó đi như thế nào. Giá cả trên thị trường nó đi như thế nào thì mình thuận theo, đó chính là pre-action. Đó. Thì học hết cái này thì anh chị cũng cũng xem như là anh chị giỏi pre-action luôn rồi đó. Chứ còn những cái pre-action căn bản ví dụ như là pin bar, inside bar, mother bar, fakie, rồi những đường trung bình MA, đó chính là pre-action. Đó chính là pre-action. Nhưng mà đó chỉ là căn bản thôi. Khi mà anh chị học hết những cái này, những kiến thức này, sau đó là anh chị phối hợp lại hết, anh chị phối hợp lại hết thì đó chính là pre-action. Pre-action có nghĩa là chúng ta nhìn vào đồ thị là chúng ta đã hiểu được cái vấn đề rồi. Có nghĩa là như vậy đó anh chị. Và để được như vậy á, thì chúng ta phải master những cái thứ khác. Ví dụ như những mô hình giá vai đầu vai chính là pre-action đó. Tức là khi mà chúng ta đã quen mắt rồi ấy, chúng ta nhìn vào cái mô hình chúng ta thấy đó. Và chúng ta biết là sắp tới thì giá cả sẽ dịch chuyển như thế nào, đó chính là reaction. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy một cái kênh giá nó đi, chúng ta biết reaction đó. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy trend rất là rõ và chúng ta thấy những cái vùng kháng cự hỗ trợ rất là rõ. Mà nếu mà giá đi lên đó là phản ứng ngay, tức là giá đi lên cái vùng kháng cự đó là giá nó sẽ quay đầu ngay bằng những cái nến như pin ba đó, hoặc nến búa, hoặc những mô hình nến như sao hôn, thì đó chính là reaction. Đừng có nghĩ reaction là cái gì đó cao siêu và ghê gớm. Reaction là những cái rất là căn bản, những cái rất là bình thường. Để mà giỏi reaction thì anh chị phải giỏi mấy cái khác trước đó. Tự nhiên là mình giỏi reaction thôi, đừng có lo. Sóng Elliott là có anh, sóng Elliott có. Rồi, ok giờ. Anh chị còn hỏi câu gì trước khi bắt đầu buổi học không? Đây chắc là, ở đây các anh chị nào mà chưa từng đầu tư bao giờ không? Chắc chắc không đúng không? Anh Nam Đức có hả? Có ai đầu tư mà lỗ rất là nhiều rồi, và thậm chí là đi học nhiều khóa học khác rồi mà vẫn lỗ không? Ok, để em hỏi, để em nắm tình hình đó. Em hỏi, để em nắm tình hình.
Có anh chị nào mà cảm thấy như là nếu như mà ở đây thì chắc anh chị đầu tư nhiều thị trường đúng không? Đầu tư nhiều thị trường. IQ option thì anh chị hạn chế chơi nhé. IQ option bị sàn làm giá rất là mạnh. Chúng ta hạn chế chơi, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi. Đó. Chúng ta chỉ chơi IQ option đỏ đen cho vui thôi ha. Để em hỏi thêm một chút để em nắm tình hình mọi người nhé. Ở đây anh chị nào mà chưa từng đầu tư Forex không ạ? Chưa từng đầu tư Forex, chỉ có đầu tư mấy khác thôi. Có, ok. Cũng có nhiều chứ. Rồi, ok. Thôi vậy anh chị đang đầu tư cái gì anh chị chat lên em coi thì coi. Anh chị đang đầu tư cái gì anh chị chat lên. Chứng khoán, Bitcoin, chơi chỉ số hay chơi Forex gì đó. Forex, rồi crypto, Bitcoin đúng không? Rồi, chỉ số. Đầu tư đất nền à, bất động sản là ok ạ. Forex với chỉ số vàng không? Vàng, chứng khoán. Chứng khoán, Forex. Option stock, ok. SPX 500 rồi, ok ạ. Dow Jones, dầu. Bitcoin, ok. Dạ được rồi ạ. Thì một vài anh chị thì chưa biết đến Bitcoin. Một vài anh chị thì chưa từng đầu tư chứng khoán bao giờ. Rồi còn một vài anh chị thì chưa từng đầu tư Forex bao giờ. Thì những cái kiến thức ở đây em chia sẻ thì nó có thể áp dụng trong mọi thị trường tài chính. Tại vì ở đây thì em đang nói tới cái cách vận hành của thị trường, cái luật của thị trường. Đó. Cho nên là anh chị chỉ cần nắm cái cách vận hành của thị trường á, thì anh chị sẽ đầu tư cái thị trường nào cũng được. Anh chị chỉ cần yêu thích cái thị trường nào đó thôi. Sau đó là chúng ta sẽ chọn một thị trường đó chúng ta theo. Có thể chúng ta theo hai ba thị trường để cho mỗi thị trường chúng ta kiếm thêm một nguồn thu nhập. Chúng ta có tầm hai ba nguồn thu nhập gì đó. Anh chị ok không? Nên nó rất là dễ ha, nó rất là dễ. Thì những anh chị đợt trước thì học và nói chung là có kết quả rất là tốt. Thì mai mốt anh chị cũng như thế thôi. Tức là mai mốt anh chị sẽ lại và anh chị gửi hình qua cho em mà hoặc là anh chị sẽ gửi hình lên cái nhóm của chúng ta. Chúng ta đầu tư lại, chúng ta gửi hình lên cho mọi người có động lực. Đó là cái điều rất là bình thường thôi. Còn ai mà lỗ thì mình phải biết là mình lỗ vì sao. Thì tất nhiên là trong đợt này thì em sẽ cố gắng hết sức để em giúp đỡ anh chị. Nếu mà chúng ta lỗ thì chúng ta sẽ khắc phục nó ngay. Chúng ta không có đi trên cái con đường lỗ nữa. Thì từ từ chúng ta lãi thôi. Nó rất là dễ thôi. Chị cứ nghĩ là nó rất là dễ thôi. Nó không có gì khó đâu. Rồi. Em... Thì cái tổng quan về đợt này á, thì 10 ngày này chúng ta sẽ học những cái nội dung chính như sau. Đầu tiên là những cái lý thuyết kinh tế cho đầu tư. Trong này thì có hai lý thuyết kinh tế quan trọng, đó là lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết sóng và lý thuyết Dow. Đó. Tiếp nữa là chúng ta hiểu được cái cách vận hành của cá mập hay là những tổ chức tài chính lớn anh chị, những tổ chức tài chính lớn, em gọi là Big Boy á, để chúng ta hiểu được cái cách vận hành của nó mà chúng ta đi theo và chúng ta tránh cái bẫy của cá mập giăng ra. Thêm nữa là chúng ta sẽ học những công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao, những mẹo để chúng ta chơi cho tốt, là hiểu về những tiềm năng của thị trường. Thì ở đây thì hiện tại thì em sẽ chơi ba cái thị trường chính, ba thị trường chính hiện tại em tham gia nhé, đó là Forex và chứng khoán Việt Nam và Bitcoin. Thì đặc tính mỗi thị trường này á, thì chứng khoán và Bitcoin ấy, em dùng để em nắm giữ dài hạn. Còn trade thì em chỉ trade Forex thôi. Tại vì Forex hồi xưa thì em thích thì em có trade coin. Với lướt sóng chứng khoán thì bây giờ em nghỉ hết rồi. Em có trade chỉ số đó, nên chỉ số như US 30 hoặc là chỉ số VN 30 á, chỉ số phái sinh Việt Nam. Nhưng mà giờ em bỏ hết, em chỉ chuyên tâm em trade Forex thôi. Và những cái chỉ số khác thì em trade cũng nhiều, nhưng mà về sau thì em thấy giá cả nó biến động, cái kiểu như là nó sai lệch rất là nhiều. Còn bên thị trường Forex là đây là một thị trường lớn nhất thế giới. Thanh khoản tốt, biến động nhiều. Cho nên là nó sẽ rất là dễ chơi. Những cái tín hiệu nó rất là chính xác, không có bị chi phối.
Nên là em rất là thích thị trường forex. Thì em cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà chúng ta tham gia những thị trường này luôn. Tiếp nữa là chúng ta sẽ qua những cái nguyên tắc đầu tư của những chuyên gia, tức là những chuyên gia trên thế giới, những người mà họ đã thành công rồi, bao nhiêu năm kinh nghiệm của họ, họ đã nghiên cứu và họ đã thực hành và nó ra những cái phương pháp, những cái nguyên tắc rồi. Thì bây giờ mình không cần phải chứng minh lại, mình chỉ cần bắt chước y chang như vậy thôi. Có thể chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái mới để phù hợp hơn với tính cách của chúng ta. Tuy nhiên là mọi thứ nó đều xoay quanh những cái nguyên tắc này. Tức nghĩa là những cái dự án lừa đảo và chúng ta tránh đi ra cái cách nhận dạng để chúng ta đỡ phải tiền mất tật mang. Cái này cũng dễ đấy, em sẽ nói một phần rất là ngắn và chọn được những dự án tiềm năng để đầu tư dài hạn. Rồi về trade thì chúng ta sẽ chọn được những kèo trade swing, trade dài hạn và trade trong ngày, trade ngắn hạn. Và em sẽ dành một buổi luôn để em nói về quản trị rủi ro và quản trị vốn, cách phân bổ nguồn vốn trong trong từng thị trường. Nó rất là quan trọng không? Và thêm nữa là những cái cách mình đặt stop loss và check profit như thế nào cho tốt, thoát ra khỏi thị trường như thế nào cho tốt. Rồi tâm lý trader, ở đây là một trong những cái rất là quan trọng, không thể thiếu được anh chị. Và những cái phương pháp mà chúng ta kiểm soát được tâm lý khi chơi, nó kiểu như là chúng ta ăn non rồi chúng ta muốn gỡ vốn, rồi chúng ta thấy giá tăng quá chúng ta không có phân tích gì cả mà chúng ta mua theo thị trường kiểu FOMO, hoặc là giá giảm xuống vùng đáy rất là thấp rồi mà chúng ta sợ chúng ta bán ra, là bán ngay vùng đáy mà chúng ta mua ngay vùng đỉnh. Thì đó chính là những cái tâm lý rất là nguy hiểm. Đó. Và chúng ta biết khi nào là nên tránh và những cái phương pháp gì để chúng ta kiểm soát những tâm lý. Thì hầu hết những trader lỗ là vì tâm lý và lỗ vì quản trị rủi ro kém, quản trị vốn kém. Còn những cái phương pháp thì nó rất là dễ. Cho nên là hầu như anh chị thấy đó là người ta bảo là 90% là thua lỗ, chỉ có 10% thành công trong đầu tư thôi. Thì theo em thì trong cái lĩnh vực nào cũng vậy. Những người thành công trong lĩnh vực đó chỉ chiếm đó khoảng là 10% chứ không hẳn là lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực đầu tư này thì cái đám đông mà 90% nó thua lỗ thì phần lớn là do tâm lý kém, kiểm soát tâm lý kém và quản trị rủi ro kém. Chứ còn những cái công cụ phân tích kỹ thuật hoặc là những cái phương pháp phân tích kỹ thuật thì chúng ta chỉ cần học qua một vài khóa học thôi mà chúng ta học chắc là chúng ta đã có phương pháp tốt rồi. Và tiếp nữa là em sẽ sửa lỗi cho mọi người, và những ai mà bị lỗ trong cái trường hợp mà nói thì em sẽ sửa cho. Để chúng ta lần sau chúng ta có thể tự phân tích được biểu đồ và tự kiếm tiền được, tự phân tích được kèo á, điểm tìm điểm vào thị trường và điểm thoát ra khỏi thị trường, và cải thiện những tư duy đầu tư, những kỹ năng hiện tại để chúng ta khó có thể kiếm tiền bền vững trong cái thị trường đầu tư. Đó là nội dung những cái buổi học ha, xoay quanh những cái này. Thì về yêu cầu của em sơ sơ ha, thì chúng ta sẽ tham gia đầy đủ các buổi học từ 8 giờ cho tới 10 giờ. Thì nếu mà vắng mặt do đột xuất thì em sẽ gửi video lại sau mỗi buổi. Thì cái vấn đề này á, thì hồi xưa thì em không có gửi video, mà em định là không có gửi video thôi. Tuy nhiên là em thấy là hầu như mọi người học qua một lần nó thì không thể nào mà nắm được hết kiến thức, tại vì kiến thức nó rất là nhiều. Cho nên là em sẽ gửi video cho mọi người luôn. Vắng cũng em cũng gửi mà không vắng em cũng gửi, để cho anh chị có thể xem lại, xem đi xem lại. Và em sẽ đăng video này lên Google Drive, và tí nữa sau buổi học thì anh chị gửi cho em cái Gmail nhé. Em sẽ gửi video, sáng mai em gửi video. Em up lên Google Drive, anh chị đăng nhập vào đó anh chị xem. Thì em mua cái dữ liệu trên Google Drive tầm 10 năm, nên anh chị có thể xem trong vòng 10 năm thoải mái. Thì tiếp nữa là anh chị hãy thực hành nhiều những kiến thức này trong mỗi buổi học đó, mà ghi chép đầy đủ đó. Tại vì video mà coi lại thì nó rất là dài đó. Video mà coi lại thì rất là dài, trong khi những cái ý chính mà em nhấn mạnh tầm 2 lần đó, trong mỗi bài học này có những cái phần mà em nhấn mạnh rất là nhiều, thì anh chị hãy ghi lại cái đó, là thế là cũng ok rồi, chúng ta đỡ phải xem lại video. Đó.
nó ghi chép đầy đủ để cái buổi ngày hôm mai ấy, mà chúng ta không hiểu, ví dụ như hôm nay mà chúng ta vẫn chưa hiểu, xem lại video mình chưa hiểu, thì ngày mai chúng ta sẽ dành ra từ 15, 20 phút tới 30 phút để chúng ta trao đổi những cái bài cũ. Thêm nữa là anh chị thường xuyên mình dặn đặt câu hỏi nhé, nếu chưa hiểu rõ vấn đề. Đó. Thì đặt câu hỏi ở cái phần mà em đang nói thôi nhé, cho anh chị đừng có làm lan man, như là hỏi qua những cái phần khác em không có trả lời đâu. Để em thì không có nói thiếu cái phần nào cả, anh chị cứ yên tâm đi. Đó. Sau 10 buổi hôm nay thì anh chị sẽ lên một cái tầm cao mới. Rồi tiếp nữa là anh chị có thể trao đổi với bạn học ngoài giờ, chúng ta chat với nhau trong nhóm, hoặc là chúng ta đăng bài lên Facebook. Cái group chat của chúng ta chỉ để chat thôi nhé anh chị. Anh chị có thể trao đổi đó thì cũng được. Tuy nhiên là anh chị mà đăng bài trong đó anh chị hỏi thì có thể em bị miss, em bị lỡ tin đó, em không có theo dõi được tại vì tin nhắn rất là nhiều. Còn anh chị mà muốn phân tích kỹ thuật xong rồi anh chị up bài lên Facebook thì em sẽ vào đó em comment, nhớ tag tên em vô nhé. Còn lịch học ha, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về chúng ta sẽ học về phân tích cơ bản và học về tâm lý cá mập. Còn cái bài ngày mai, buổi số 2, buổi số 3 và buổi số 4, thì hai buổi đó thì chúng ta sẽ học về lý thuyết cao và lý thuyết sống ideal. Còn buổi số 5 thì chúng ta sẽ học về quản trị vốn đó, và những phương pháp đầu tư đó. Buổi số 6 thì là những phương pháp đầu tư. Còn buổi số 7, buổi số 8, buổi số 9 là chúng ta sẽ học liên tục về cái cách mà phân tích biểu đồ. Chúng ta phân tích kèo, phân tích biểu đồ, ba buổi đó rất là quan trọng. Tại vì tới ba buổi đó là anh chị đã nắm rõ hết những cái nguyên tắc căn bản rồi. Chúng ta chỉ ghi vào, chúng ta thực hành, chúng ta phân tích biểu đồ thôi. Và cái cách em phân tích thì anh chị cứ bắt chước thôi. Cứ bắt chước y như vậy là được. Và lúc đó thì anh chị có yêu cầu em phân tích chứng khoán hay cổ phiếu hay là chơi chỉ số ABC gì đó. Rồi Bitcoin gì đó thì cứ nói hết cho em sẽ phân tích cho mọi người. Thì anh chị cũng làm được thôi, rất là dễ đó. Đó. Bài số 10 thì chúng ta sẽ là bài tổng kết, bài tổng kết. Mà chúng ta sẽ học về tư duy tổng kết. Đó, lịch học nó là như thế. Rồi khóa học là thành công khi nào? Một đó, là khi mọi người nắm được những cái nội dung chính ở trên, cái mà em ghi hồi nãy đó, và tự tin vào kiến thức của chính mình, biết mình đang làm, biết mình đang ở đâu, mình cần làm gì và sẽ đi đến đâu. Thứ hai là sau khi học xong cái khóa này ha, thì tư duy của anh chị sẽ thay đổi 100%. Nói chung là khác hẳn với con người của mình 10 ngày trước. Như vậy là thành công. Thì em cũng gì mong có vậy không? Rồi tới đây chị có thắc mắc gì về về cái quá trình học của chúng ta gì? Anh chị đáng đặt câu hỏi nhá. Tại vì em thấy là sinh viên, học sinh Việt Nam thì nó rất là nhát trong cái việc đặt câu hỏi. Hồi xưa thì em cũng có đi du học ở Nhật Bản thì em thấy là sinh viên quốc tế thì họ rất là mạnh mẽ, sinh viên Việt Nam thì cái rụt rè kiểu gì á, nên là không hiểu là hỏi liền nhá, em không có đọc được suy nghĩ của em mọi người đâu, nên là anh chị ráng hỏi. Rồi thì chúng ta đi vào buổi số 1 đó. Đầu tiên là phân tích cơ bản và những chiêu tròn của cá mập. Thì kiến thức ở mỗi buổi rất là nhiều, nên em mong anh chị là tập trung đó. Rồi thì mục tiêu của buổi học ngày hôm nay á, thì buổi học hôm nay là cái buổi thuộc dạng như nhẹ nhất rồi đó. Nói chung là rất là nhẹ, buổi khởi động mà, cho nên là toàn là lý thuyết không thôi, thực sự chưa đụng tới biểu đồ nhiều. Đầu tiên là chúng ta nắm được những phân tích cơ bản đó, và các loại thị trường tài chính hiện tại, những tư duy đầu tư và đầu cơ, hiểu được cái cách cá mập nó vận hành trên thị trường và thời điểm mà cá mập rút lại gom hàng, là những chiêu trò của cá mập giăng ra để bẫy nhà đầu tư đó. Chứ chúng ta học những nội dung như vậy. Đầu tiên là phân tích cơ bản là gì? Chắc anh chị là cái hồi mà anh chị đầu tư chứng khoán á, cái hồi mà anh chị đầu tư chứng khoán thì hầu như là anh chị phân tích cơ bản không thôi. Đó là ví dụ như là chúng ta thấy công ty đó làm ăn được, có vẻ đang lên, được người ta quảng cáo rất là nhiều, thì anh chị tưởng anh chị nghĩ rằng công ty đó làm ăn tốt và có khả năng tăng trưởng trong tương lai,
nên chị mua cổ phiếu của công ty đó. Thì đó chính là anh chị đang phân tích cơ bản, anh chị đang phân tích cơ bản. Tức là phân tích cơ bản là mình xem xét những cái yếu tố liên quan tới doanh nghiệp, con người, những yếu tố có thể tác động trực tiếp tới giá cả. Ví dụ như báo chí, tin tức, lợi nhuận doanh nghiệp, báo cáo tài chính, quan hệ hợp tác với đối tác ABC nào đó. Anh chị đọc tin tức về công ty hàng không Vietjet đi, thì anh chị thấy là công ty Vietjet nay làm ăn được, là anh chị mua thôi. Tức là mình rất là cảm tính, mình nghĩ như vậy là mình mua. Thì đó gọi là phân tích cơ bản một cách là rất là sơ sài đó. Tuy nhiên là để mà chuẩn hơn đó, để có một cái quá trình đầu tư tốt hơn đó, thì chúng ta ngoài cái phân tích cơ bản ra, chúng ta còn phải học phân tích kỹ thuật nữa đó. Thì cái phân tích cơ bản này á, thì nó sẽ bao gồm những cái đầu tiên là ví dụ như nội tại doanh nghiệp này. Nội tại doanh nghiệp, ai đầu tư mà forex, đầu tư forex thì đầu tư ngoại hối tiền tệ rồi, cho nên là cái doanh nghiệp bây giờ nó sẽ không còn là doanh nghiệp nữa, mà nó thay bằng từ quốc gia, nội tại của một quốc gia. Ví dụ như đồng đô la Mỹ nó tăng thì do là đất nước Mỹ đang trong quá trình tăng trưởng rất là tốt. Gì? Màn hình Zoom group chat để qua góc để nhìn thấy hết màn hình. Màn hình Zoom group chat thì anh có thể tắt đi được mà. Màn hình bên đó liên quan gì tới bên em đâu. Cái đó mọi người tự tắt đi mà. Tắt đi, không cần phải để. Rồi. Thì nếu mà anh chị mà trade forex thì thường là có những cái bản là tin tức liên quan tới đất nước, ví dụ như là lãi suất này, lạm phát này, rồi nội bộ chiến tranh thương mại gì này nọ đó, nó tác động tới giá rất là mạnh. Còn nếu như mà chúng ta đầu tư cổ phiếu á, thì chúng ta chỉ tập trung vào nội tại của doanh nghiệp đó thôi và những doanh nghiệp liên quan đó, những doanh nghiệp liên quan. Cái quá trình mà đầu tư thì thường là đầu tư dài hạn, đầu tư dài hạn là chủ yếu. Và để mà phân tích cơ bản tốt thì thường là người ta có rất là đông người phân tích, một nhóm người. Ví dụ như một người thì đọc báo cáo tài chính, và một người thì theo dõi là cái tình hình trong công ty như thế nào, rồi một người thì điều tra về đối tác của công ty đó như thế nào, rồi một người thì theo dõi là những cái công nghệ mà cái công ty đã ứng dụng thì hiện tại có tốt hay không, có đối thủ cạnh tranh nào đó hay không. Tức là rất là nhiều người thì để mà phân tích cơ bản tốt được. Còn đối với một nhà đầu tư cá nhân, một nhà đầu tư cá nhân mà muốn phân tích cơ bản tốt thì rất là khó. Em nói thiệt là rất là khó anh chị. Chủ yếu là chúng ta chỉ có đọc tin tức mà báo chí đưa ra thôi là hết. Có thể là đọc thêm xin lỗi, có thể là chúng ta đọc thêm cái báo cáo tuần, báo cáo tháng, tin tức của nó đó, báo cáo tin tức liên quan đến doanh nghiệp này. Chúng ta chỉ thường là những như vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta có kỹ năng tốt hơn, chúng ta có thể là xem coi cái tình hình là lãi lỗ của công ty trong vòng là vài năm vừa qua như thế nào, hoặc là trong vòng 6 tháng vừa qua là cái công ty làm ăn có lại hay không, mà có những cái tin tức gì có thể biến tác động hay không, cái gì chia cổ tức đó, hoặc là có thể áp dụng cái công nghệ mới vào công ty hay không. Và tất cả những cái đó đều có thể tác động tới giá cả, và chúng ta chỉ biết những cái đó thôi. Thì nó rất là khó, đó là thứ nhất đó. Thêm nữa là một điều mà em muốn nói với anh chị ở đây á, thì hầu như mà mình chỉ có đầu tư theo phân tích cơ bản thôi, tức là chúng ta chỉ đọc báo cáo không á, báo cáo cuối tháng, báo cáo đầu tháng, báo cáo cuối tuần, chúng ta chỉ như vậy thôi, thì thường là chúng ta sẽ là người đến sau anh chị. Anh chị hiểu vì sao không? Tức là giả sử như một cái tờ báo nào đó chúng ta đọc được, thì trước khi mà chúng ta đọc thì trong nội bộ người ta đã biết hết rồi. Tức là khi mà tờ báo đó được đến được tới tai của mình,
những cái tin tức nó đến ở cái tai của mình thì trong cái nội bộ người ta là người ta biết trước rồi, là thứ nhất rồi. Thứ hai là khi mà cái tờ báo đó, cái tin tức nó đưa tới cái trụ sở để viết báo thì những cái thằng viết báo nó cũng biết trước rồi, sau đó nó viết xong rồi nó đưa lên mạng rồi cuối cùng mới tới được mình, thì tức là nó là chậm đi rất là nhiều, và mình luôn luôn là người đến sau, mình luôn luôn là người đến sau. Nhưng nên là nếu như mà chúng ta chỉ có phân tích cơ bản không thì rất là khó hơn. Vậy thì có thêm một cái phụ cho chúng ta thêm nữa và rất là quan trọng, đó chính là phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật ở đây là chúng ta sẽ đọc cái biểu đồ giá của nó, của công ty, của doanh nghiệp, của đất nước, cặp euro USD chẳng hạn, vàng chẳng hạn, bitcoin đó. Chúng ta đọc như này thì cái việc mà đọc đó nó cần rất là ít thời gian thôi, chúng ta vẫn có thể đọc và hiểu được cái quá trình dài của công ty, và có thể là chỉ cần một mình thôi, không cần một nhóm, chúng ta vẫn theo dõi biểu đồ được, chỉ cần biểu đồ lên máy tính là được rồi. Và có một cái hay ở đây, phân tích kỹ thuật có một cái hay ở đây ấy, đó chính là những cái người mà hồi nãy em nói là chúng ta biết tin tức là biết sau người ta, biết trễ nữa, người ta đã biết trước mình rồi, nội bộ người ta biết trước mình rồi và người ta làm gì thì nó cũng đều là cũng thể hiện trên biểu đồ giá hết đó. Cho nên là họ có làm cái gì đi chăng nữa thì trên biểu đồ giá nó cũng thể hiện hết, nên là chỉ cần mình đọc tốt biểu đồ giá thì mình đã biết được nội tại người ta làm cái gì luôn. Nó rất là hay ở chỗ đó. Rồi các thị trường tài chính hiện tại á, theo anh chị thì khi nào thì một thị trường tài chính được hình thành? Khi nào thì một thị trường tài chính hình thành gì? Thì trong quá trình học thì em sẽ hay đặt những câu hỏi ha. À đúng rồi. Đúng là có lý thuyết cung cầu, đúng là chuẩn không? Có lý thuyết cung cầu, có người mua người bán, rất là chuẩn. Thì thị trường tài chính nó sẽ được hình thành. Đó. Thì trong mỗi thị trường tài chính này á, thì chúng ta sẽ có những cái kiểu phân tích cơ bản khác nhau. Thì ở đây này, lý thuyết cung cầu là một cái lý thuyết căn bản của thị trường đầu tư rồi, và mọi thứ nó đều xoay quanh cái lý thuyết đó, mọi thứ đều xoay quanh lý thuyết cung cầu. Thì hiện tại thì trường tài chính mà chúng ta có thể đầu tư được thì rất là nhiều, anh chị sẽ có rất là nhiều lựa chọn, chúng ta thoải mái thôi. Như ví dụ như chứng khoán này, trong nước và ngoài nước, forex ngoại hối, mua bán ngoại tệ, mua bán vàng, đầu tư dầu hoặc là hàng hóa. Chứng khoán phái sinh Việt Nam thì mới ra đây thôi, nay tháng 8, được 2 năm rồi ha. Rồi thị trường tiền điện tử, thị trường Bitcoin. Rồi anh chị cũng có thể trade chỉ số, chỉ số US30, X các kiểu. Thì đây chính là thị trường tài chính, chỉ cần có người mua, người bán là được. Thì những trade những cái chỉ số hoặc là trade những cái phái sinh này, thì những cái này gọi là những cái bản hợp đồng tương lai. Thì có người mua và người bán là mọi chuyện nó sẽ diễn ra thành một giao dịch. Và như vậy thì một thị trường tài chính nó sẽ được hình thành. Giống như thị trường bất động sản cũng như vậy. Có người mua đất, có người bán đất là nó sẽ hình thành một giao dịch mua bán. Nhưng mà đông người như vậy, hình thành một nhóm người như vậy thì nó sẽ trở thành một thị trường. Thì phân tích cơ bản trong cái thị trường tài chính thì mỗi thị trường nó sẽ khác nhau một chút. Mỗi thị trường nó sẽ khác nhau một chút. Ví dụ như về hàng hóa đi, hàng hóa mà anh thấy là hầu như mọi người đầu tư rất là phổ biến, đó là bông này và cà phê đầu tư nhiều á. Thì những cái hàng hóa đó thì thường là chúng ta sẽ chú ý tới cái mùa vụ. Ví dụ như năm nó được mùa, năm nó thất mùa gì đó. Và thêm nữa là những cái yếu tố khác có thể tác động tới loại hàng hóa đó. Ví dụ như dầu vàng thì thường là những cái là biến động về kinh tế hoặc là cung cầu, những cái cung cầu. Ví dụ như là người ta đào được cái mỏ dầu đó, đào được rất là nhiều mỏ dầu,
những loạt báo chúng ta thấy như vậy thì giá dầu thì tự nhiên nó sẽ giảm đi thôi, tại vì nguồn cung nó rất là nhiều, nguồn cung rất là nhiều thì giá thì giảm đi. Về biến động kinh tế cũng như vậy, biến động kinh tế thì ví dụ như có chiến tranh này nọ, chiến tranh thương mại gì đó thì giá vàng tự nhiên nó sẽ tăng lên. Tại vì ở đây chúng ta sẽ thấy được vàng là gọi là một cái nơi trú ẩn rất là an toàn, và hầu như là người ta sẽ mua vàng khi mà có biến động về kinh tế xảy ra. Anh chị thấy vàng nó đang tăng thì biết là tình hình kinh tế rất là biến động hơn. Và những cái thị trường đầu tư ví dụ như ngoại tệ forex nó là liên quan nhiều tới tình hình phát triển của quốc gia. Ví dụ như đất nước đó lãi suất như thế nào, lạm phát như thế nào. Rồi như ở Mỹ thì có những cái bản tin lên farm này, những bản tin về chi trả lương thì nó cũng tác động rất là nhiều. Và có những cái trường phái thì họ rất là thích chơi theo những cái bản tin, tức là tin tức đưa ra là họ đọc tin, sau đó là họ mua bán, họ thấy tin tốt thì họ mua, họ thấy tin không tốt thì họ bán, và họ cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Thì chứng khoán ấy, đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ tập trung vào doanh nghiệp là nhiều, đầu tư tập trung vào doanh nghiệp, những yếu tố tác động tới doanh nghiệp. Và thị trường tiền điện tử, thị trường Bitcoin ấy, thì nó cũng là tập trung vào những cái cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng của thị trường Bitcoin thì nó liên quan nhiều tới mạng blockchain, liên quan tới công nghệ blockchain. Thì hai cái thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử này thì cá mập nó chi phối rất là nhiều. Tuy nhiên là anh chị biết được cái cách mà cá mập chi phối thì anh chị sẽ ăn theo cá mập thôi, và chúng ta vẫn lãi như thường. Chỉ có không biết thì cá mập nó mới thịt mình thôi, chứ còn mình biết mình ăn theo thì rất là dễ. Cái đầu tư chứng khoán và đầu tư Bitcoin là hai cái đầu tư rất là dễ. Trade, nói về trade thì trade chỉ số, trade chỉ số và trade forex là hai cái trade khó nhất. Trade thì thường là khó hơn, còn mua bán đầu tư thì em thấy rất là dễ. Chúng ta lưu ý cá mập rất là thích những cái thị trường mà chi phối giá được. Ở đây thì những cái thị trường nó chi phối được thì có thể là chứng khoán, thì điện tử này. Hàng hóa thì đôi khi cũng có thể. Còn những cái thị trường lớn hơn, ví dụ như vàng, dầu hoặc là ngoại tệ thì không có chi phối được, rất là khó chi phối. Ví dụ đồng đô la thì thực sự nó không thể mà gom hết hàng của đồng đô la được, mà không thể chi phối được, nó là như vậy. Thì về căn bản, thì phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều là những trường phái đầu tư. Chúng ta thích trường phái nào thôi không? Tuy nhiên về bản thân em thì em không chơi theo phân tích cơ bản. Anh chị nhớ, em không chơi theo phân tích cơ bản, tức là em không có đọc tin tức nhiều. Tin tức em vẫn đọc để em biết thôi, nhưng mà em không dùng nó làm chủ đạo để em mua bán. Và hầu như những người thầy mà em đi học thì cũng như vậy, không theo phân tích cơ bản, chỉ đọc tin để biết thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái tin tức mà đến được tới tai mình nó đã chậm rồi, mình luôn luôn là người đi sau. Tuy nhiên chúng ta đọc đồ tốt thì mình, chúng ta sẽ đi chung với người ta, người ta làm gì mình đi đấy. Tuy nhiên chúng ta biết càng nhiều tin càng tốt nha, nên anh chị vừa đọc tin tốt mà vừa phân tích kỹ thuật luôn thì rất là tốt. Những kiến thức mà anh chị học được ở đây thì sẽ thuần về phân tích kỹ thuật nhé. Tin tức báo chí đọc để biết đó. Rồi vậy phân tích cơ bản mà chuẩn thì sẽ phân tích cái gì? Thì đối với em khi mà phân tích cơ bản thì chúng ta chỉ phân tích cái nguyên nhân mà cá mập nó có thể đẩy giá thôi, mà hết. Hết rồi đó. Chúng ta chỉ phân tích những cái nguyên nhân mà cá mập nó có thể đẩy giá trong tương lai. Và chúng ta biết những cái vùng mà cá mập nó mua thì mình sẽ mua theo. Biết cái vùng nó bán thì mình sẽ bán theo. Như vậy đó, như vậy là ok. Thì mà nếu mà về phân tích cơ bản này thì anh chị phải đọc tin rất là nhiều. Thì mỗi thị trường như em nói nãy, mỗi thị trường nó sẽ có một cái tin tức chủ đạo mà chúng ta theo, chúng ta đọc. Thì nếu mà anh chị có thể quan tâm tới đọc tin thì anh chị có thể là vào cái trang web là investing.com. Investing.com thì nó có hỗ trợ tiếng Việt.
Và hầu như tin tức về cái gì cũng có, tin tức cái gì về cái gì cũng có, về chứng khoán, về 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 Bitcoin, về về thị trường Forex, nó đều có hết. Mà chúng ta theo dõi, chúng ta đọc thôi là rất là ok. Thì để em biết, em lấy ví dụ quá về phân tích cơ bản trên cái thị trường tiền điện tử, thị trường Bitcoin cho anh chị xem đấy. Tại em sẽ đi rất là nhanh thôi. Giờ đây chính là cái cách mà em phân tích cơ bản, chứ em không có phải phân tích cơ bản là cái kiểu như là đọc tin ABC này nó. Tại vì đôi khi nha, anh chị đọc tin xong anh chị thấy là tin rất là tốt và giá nó tăng, tuy nhiên cái giá nó tăng tâm xíu nhưng nó giảm như thế này đó. Thì cũng có nhiều trường hợp như vậy, nó tăng ảo anh chị, kiểu anh chị tăng giả anh chị, tăng xong là giảm. Mà cho nên là chúng ta tưởng là giá tăng chúng ta mua vào là nó cũng chỉ là 50-50 thôi, nên không có gọi là cái phương pháp nào là đúng tuyệt đối như vậy. Cho nên là về những cái bài sau thì em sẽ nói về cái cách quản trị vốn để chúng ta là quản trị vốn tốt, chứ không có phương pháp nào là thành công 100% nhá. Chúng ta tự tin quá, chúng ta đặt cái khối lượng lớn là chúng ta lỗ rất là nặng đó. Em sẽ nói là ở phần sau. Còn về cái phân tích cơ bản lúc này á, thì em nói thì em sẽ nói về cái cách để chúng ta hiểu được một cái thị trường nó sẽ như thế, và cá mập nó sẽ là lợi dụng những cái yếu tố như thế để nó kiếm tiền. Và anh chị nào mà chưa biết về cái thị trường tiền điện tử thì cũng có thể là xem xong một vài phút mà em sắp nói đây để anh chị hiểu thêm được về cái tiềm năng. Thực ra phân tích cơ bản đối với em á, thì em chỉ có nghiên cứu để em thấy được cái tiềm năng thôi, em thấy được cái tiềm năng. Và khi đã thấy được tiềm năng rồi thì em sẽ chọn những cái vùng giá tốt để em mua, đó là hết, là xong đó. Còn cái chuyện mà giá tăng trong tương lai là cứ để cá mập lo, cá mập tất nhiên là nó sẽ lo rồi, nó sẽ đẩy giá rồi, là cứ yên tâm. Thì phân tích cơ bản đó, em nói lại không? Mục đích mà em phân tích cơ bản chỉ để thấy được cái thị trường nó tiềm năng. Hoặc là nếu mà anh chị đầu tư cổ phiếu thì anh chị hãy phân tích cổ phiếu của một cái công ty nào đó để mà anh chị thấy được cái công ty nó tiềm năng và nó có sức bật trong tương lai. Anh chị chỉ cần làm được cái điều đó thôi là anh chị sẽ phân tích cơ bản thành công đó. Giống như là chúng ta đi tìm người yêu á, chúng ta tìm người yêu á, chúng ta tìm được một cái người gọi là rất là tốt, mặt A B C rất là tốt, rất là hợp với mình đó, đó là chúng ta tìm đúng người đó, tức là chúng ta thấy được cái tiềm năng rồi đó. Đó. Nhưng mà chúng ta phải khi nào tới làm quen với người ta thì đó gọi là thời điểm đó. Tức là đúng người thì phải đúng thời điểm đó, thì mới ok. Tức là ví dụ như anh chị đầu tư, anh chị phân tích có công ty Vinamilk đi, công ty sữa Vinamilk. Hiện tại thì nó đang là blue chip của Việt Nam. Nói chung là một công ty rất là mạnh ha. Một công ty rất là mạnh. Ngoài về phân tích cơ bản xong là chúng ta thấy là nó là một công ty rất là tốt rồi đó. Tức là chúng ta tìm được đúng người rồi. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta mua cổ phiếu Vinamilk thì nó cũng tốt nha chị. Đó cái vấn đề nào mà đó ha. Thì cái phân tích cơ bản thì để chúng ta thấy được cái tiềm năng của nó thôi. Đó. Còn mà để thấy được cái vùng giá mua bán tốt thì chúng ta phải phân tích kỹ thuật. Nhà anh chị nắm được không? Chị phần này anh chị ok không? Còn cái việc mà phân tích cơ bản bằng cách mà đọc tin tức, bằng cách đọc tin tức thì rất là nguy hiểm. Thì như này em nói rồi, ngoài cái việc mà tin nó đến tới tai chúng ta một cách là chậm, chúng ta luôn luôn là người đi sau là thứ nhất ha. Thứ hai mà còn nguy hiểm hơn nữa, đó chính là những cái tin tức đó bị chi phối. Anh chị hiểu cái từ bị chi phối không ạ? Tức là những cái tổ chức tài chính lớn họ đưa ra cái tin đó, họ muốn dẫn dụ những nhà đầu tư đi theo cái hướng mà họ muốn, nó là như vậy. Nó là như vậy ha. Cho nên mà chúng ta cứ theo cái tin tức thì rất là nguy hiểm. Rồi ví dụ như về mà phân tích cái tiềm năng của thị trường này, để chúng ta tìm được là anh chị nào mà chưa biết về thị trường tiền điện tử thì có thể nghe nhé. Tại vì nếu mà chúng ta đã là nhà đầu tư rồi thì chúng ta phải biết đó. Chứ không biết về thị trường này thì cũng khá là tiếc. Tại vì thị trường này rất là màu mỡ. Anh chị phân tích cơ bản sơ thị trường này thôi.
Ví dụ như về lịch sử hiện tại và tương lai sẽ như thế nào này? Chúng ta đang đứng ở đâu? Làm sao để đầu tư và đầu cơ cho tốt trong thị trường này? Tiềm năng nó thực sự ở đâu? Thì đầu tiên thì em sẽ nói sơ về cái xu hướng phát triển của tiền tệ. Thì thời kỳ đầu là người ta dùng hàng hóa người ta đổi với nhau. Ví dụ như là thóc đổi lấy táo, táo đổi lấy thóc. Nhưng về sau thì người ta thấy là cái người mà có thóc này thì không muốn ăn táo, mà người có táo thì chẳng muốn thóc nữa. Và họ thấy cái việc đổi nó phức tạp nên họ tìm một cái vật gì đó làm vật chung. Đầu tiên là vỏ sò. Về sau thì người ta thấy vỏ sò này cũng không có giá trị lắm, cứ đi ra biển là nhặt thôi. Cho nên là người ta không dùng vỏ sò nữa mà người ta dùng tới những cái đồng tiền kim loại quý. Sau này người ta đúc rút thành tiền xu. Và dần dần theo thời gian thì xã hội phát triển lên, người ta chuyển thành tiền giấy. Để nói về cái việc mà làm ra tiền giấy này thì cũng rất là dài. Đầu tiên là chi phiếu ngân hàng, nói việc rất là dài ha, nên chúng ta tạm gọi là từ tiền xu lên tiền giấy đi. Rồi sau đó là qua một cái bước tiến cao hơn mà hiện tại thì anh chị đang xài đó, chính là những loại thẻ. Chúng ta không cầm tiền mặt nữa mà chúng ta dùng thẻ thôi, và những con số trong thẻ này đó là tiền điện tử. Tiền điện tử nó được mã hóa là những con số. Và hiện tại thì cái tiền này, tiền điện tử này, nó được mã hóa bằng thuật toán đó. Thì hiện tại thì đó là đồng Bitcoin và những đồng tiền khác, và đây chính là tương lai của tiền tệ. Theo em đánh giá thì đây chính là tương lai của tiền tệ. Thì hiện tại tiền tệ chúng ta đang xài thẻ này, nhưng mà về tương lai là đang xài cái này, về tương lai là xài cái này. Nên chúng ta, dù chúng ta có biết hay không biết, hay là có tin hay không tin, thì chúng ta đang đứng trước một cuộc cách mạng tiền tệ, mà đi đầu là cái thằng Bitcoin. Và tại sao thằng Bitcoin nó lại được ưa chuộng như vậy? Thì đó chính là người ta dùng tới cái công nghệ gọi là công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain thì những cái đồng tiền bên đây có thể bị hack được, có thể bị làm giả này và chuyển thì rất là chậm. Ví dụ như một người mà muốn chuyển tiền từ châu Âu sang châu Á thì nếu mà phương pháp truyền thống thì mất là một vài ngày thì bên này mới nhận được, trong khi là mình làm thủ tục rất là mệt ha, ký kết các kiểu. Tuy nhiên bên cái hình thức mới này, người ta là thử nghiệm là chuyển vài triệu đô từ một ngân hàng ở Anh qua bên bên Mỹ thì nó mất khoảng là đâu đó là 10 tới 15 giây thôi. Cho nên rất là nhanh. Thì mọi thứ nó đều bắt nguồn từ cái công nghệ gọi là công nghệ blockchain. Và anh chị nào mà chưa hiểu về công nghệ blockchain hoặc là chưa biết thì có thể lên channel của em, YouTube của em, chúng ta gõ công nghệ blockchain là gì thì em có giải thích. Thì cái công nghệ blockchain là một công nghệ mới. Nó có những cái tính năng rất là hay và nó áp dụng được trong mọi mặt của cuộc sống nha chị. Áp dụng được trong mọi mặt của cuộc sống chứ không phải là trong một mặt. Ví dụ như về thanh toán này, ngân hàng, về phương tiện vận chuyển này, máy bay này đó. Rồi về thiết bị truyền thông, về tiền tệ, về nông nghiệp, về ngân hàng, về chính trị, về quân đội, về sức khỏe, y tế. Nói chung nó ứng dụng được hết. Và cái đặc tính của nó thì rất là hay ở cái chỗ là nó rất là nhanh, tốc độ nhanh, bảo mật tốt, minh bạch rõ ràng, không làm giả được. Và những cái công nghệ này mà nếu mà áp dụng vào cuộc sống thì nó sẽ tạo nên một cuộc cách mạng rất là vượt bậc. Thì ngày nay anh chị có thể nghe tới là cái công nghệ 4.0, công nghệ 4.0. Tuy nhiên là nếu như mà có một cái bước đột phá trong công nghệ 4.0 thì đó chính là công nghệ blockchain. Thì trong vòng 2 năm trở lại đây, chỉ vòng 2 3 năm trở lại đây thôi anh chị, rất là mới, rất là mới, thì cả thế giới bắt đầu đổ xô nhau đùn đùn là đi là nghiên cứu về công nghệ blockchain và đầu tư rất là nhiều tiền bạc và công sức vào công nghệ blockchain trên toàn cầu. Thì cái thằng công nghệ blockchain có từ lâu đời rồi á, lâu nhất rồi á, chính là thằng Bitcoin. Và nó đã có trong vòng 10 năm. Nó được giới thiệu tới thế giới từ năm 2008 và 2009 thì hoàn thành. Đó là đầu tiên á. Công nghệ blockchain là đầu tiên á. Nói chung là tuổi thọ là 10 năm rồi.
Còn những thằng khác thì đi sau, năm 2013, 2014. Còn trong tầm là khoảng 2-3 năm trở lại đây thì thực sự thế giới mới chú ý đến và nó mới nở rộ. Và người ta là nghiên cứu rất là nhiều. Đó. Những cái hội nghị công nghệ blockchain trên toàn cầu là liên quan rất là nhiều đến công nghệ blockchain để có thể là áp dụng nó vào mọi mặt của cuộc sống. Như anh nói nãy, như ở Dubai ha, ở châu Á ha, châu Á hiện tại thì cái thằng Trung Quốc, cái thằng Hàn Quốc, Nhật Bản đó, Singapore rồi đó, là rất là tập trung vào việc nghiên cứu công nghệ blockchain để có thể là thay đổi cuộc sống này. Thì những cái diễn đàn blockchain ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Việt Nam nói chung, cũng như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì vẫn ráo riết ha, vẫn ráo riết được người ta chú ý và nghiên cứu phát triển. Thì không những ở thế giới mà ở Việt Nam cũng như thế. Ngay cả Việt Nam nó còn như thế thì anh chị biết là cái thế giới này nó tập trung, nó nghiên cứu như thế nào rồi ha. Và nếu như nước nào không nghiên cứu thì nước đó sẽ bị lạc hậu. Nước nào không nghiên cứu nước đó sẽ bị lạc hậu. Đây là công nghệ rất là mới. Nói ví dụ như trong là tháng 9 năm 2018 này ha, một cái hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh thì nói là áp dụng cái công nghệ blockchain để cải thiện được cái nền nông nghiệp của Việt Nam. Cải thiện nông nghiệp của Việt Nam, Việt Nam mà mạnh nhất là cái nông nghiệp rồi. Chúng ta sẽ cứ nghiên cứu dần dần thôi. Ví dụ như mới đây nhất thì ngày 26 tháng 5, cách đây khoảng 3 tháng, chưa được 3 tháng, cách đây khoảng 2 tháng hơn, thì Facebook chính thức gia nhập để nghiên cứu về công nghệ blockchain. Thì nghiên cứu rồi, đang nghiên cứu rồi, nghiên cứu từ năm 2017, nghiên cứu 2 năm rồi, bây giờ là Facebook gia nhập, chính thức gia nhập để áp dụng cái công nghệ blockchain vào mạng xã hội. Và mạng xã hội thì cái công nghệ blockchain thì cái ưu điểm của nó đó là nó rất là nhanh. Ví dụ như hiện tại anh chị thấy những cái live stream trên Facebook nó bị lag đúng không, nó bị lag rồi bị giật, thì khi mà nếu như mà công nghệ blockchain mà áp dụng vào được rồi thì mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh. Coi live stream mà giống như là tải về rồi vậy, rất là mượt, 3D chất lượng tốt luôn, cũng có thể là nó bảo mật tốt nữa, bảo mật tốt hơn hiện tại rất là nhiều. Ví dụ như hiện tại anh chị có thể là nghe nó là hack Facebook này nọ, nhưng mà khi mà công nghệ blockchain đã áp dụng vào thì nó không còn bị hack nữa. Rồi có thể là hình ảnh của anh chị, ví dụ như anh chị nào đó là rất là hot girl, rất là hot girl mà mình mới đi mình up cái tấm hình lên mạng, cái người ta lấy tấm hình của mình về, người ta làm quảng cáo, người ta bán quần áo, người ta nói chung là quảng cáo mỹ phẩm cho shop như thế này, tại vì người ta thấy mình rất là dễ thương, người ta lấy hình của mình đó. Và những cái đó hiện tại Facebook nó không kiểm soát được. Tuy nhiên nếu như mà cái công nghệ blockchain mà áp dụng được vào thì mọi thứ nó sẽ giải quyết rất là dễ dàng. Ví dụ như một tấm hình của anh chị nó sẽ có những cái ID, mà khi mà ai đó copy hình của anh chị là anh sẽ để lại vết liền, và tại vì mọi thứ rất là minh bạch. À, copy xong dán qua là nó để lại vết và nó sẽ báo về cho anh chị đó. Và chúng ta chứng minh được cái hình đó là của chúng ta thì cái Facebook bên kia nó bị ăn cắp như thế này, nó sẽ bị block liền, bị khóa. Nói chung là nếu như mà Facebook áp dụng được công nghệ blockchain vào mạng xã hội thì mọi thứ sẽ rất là ghê gớm, thay đổi một cuộc cách mạng luôn. Đó là được cái đặc tính của công nghệ blockchain là như vậy. Và đây cũng rất là mới nha, rất là mới. Tiềm năng nó nằm ở đó. Nó đồng Libra, đúng không? Cái đây là cái tờ báo thôi mà. Rồi, cái mức độ quan tâm của các quốc gia đến tiền điện tử thì một số quốc gia lớn thì người ta thấy là cái tỷ lệ nhận thức, tức là hỏi người dân về công nghệ blockchain là gì và người dân giải thích được, thì hai quốc gia mà có cái tỷ lệ cao nhất đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Người ta hiểu rất là rõ về công nghệ. Rồi những đất nước như ở châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ thì những cái đất nước này cũng quan tâm rất là nhiều tới thị trường Bitcoin hoặc là thị trường tiền điện tử nói chung, công nghệ blockchain này nọ.
Thụy Sĩ, Thụy Sĩ, rồi Nhật Bản nè, thì hầu như là những cái, nếu mình cái lúc mà những cái Trung Quốc á, thì cấm Bitcoin á, thì Nhật Bản nó đầu tư rất là mạnh vào Bitcoin và họ tập trung phát triển Bitcoin rất là mạnh. Thì hiện tại thì Mỹ, Nhật Bản và rất là nhiều quốc gia khác thì chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Ví dụ như ở Mỹ, ở ở Nhật cái thời gian vừa rồi á, thì có thể là dùng Bitcoin để mà mua được iPhone, để mà hòa mạng được những mạng như SoftBank ha, Docomo, AU. Ở Mỹ thì cũng có chấp nhận thanh toán Bitcoin, ví dụ như những cái cửa hàng, bánh bánh pizza, anh chị có thể dùng Bitcoin để chị mua được bánh pizza anh chị ăn, có thể mua cà phê để uống, nó chấp nhận thanh toán Bitcoin, nên cái đồng tiền Bitcoin rất là mạnh nha anh chị. Nếu mà so sánh thì anh thấy là đồng Bitcoin nó mạnh hơn đồng tiền Việt Nam là như là gấp còn 100 lần hoặc là hơn đấy nha. Vì sao? Tại vì bây giờ anh chị cứ tưởng tượng như thế này nè, anh chị sẽ biết được cái đồng Bitcoin nó mạnh hơn đồng tiền Việt Nam này. Giờ anh chị cầm cái tiền Việt Nam anh chị đi ra nước ngoài mà anh chị mua bán thì tất nhiên là nó không chấp nhận rồi. Nhưng không chấp nhận, mình phải đổi ra tiền của nó mình mới xài được. Tuy nhiên là anh chị dùng cái đồng Bitcoin đó anh chị thanh toán thì nó lại chấp nhận. Nên là chúng ta chỉ cần so sánh sơ sơ vậy thôi, chúng ta đã biết Bitcoin nó mạnh hơn tiền Việt. Và nếu như mà chúng ta có tiền Việt, để tiền Việt thì để lạm phát liên tục, anh chị để tiền Việt trong ngân hàng là thất bại đó, đúng không? Về sau thì em sẽ qua những buổi sau thì em sẽ nói về cách mà chúng ta dùng tiền như nào thì hiệu quả hơn đó. Cho nên là nếu mà có tiền nhàn rỗi thì có thể mua Bitcoin, tuy nhiên là không mua ngay bây giờ mà chúng ta phải là tìm những cái vùng giá tốt chúng ta mua, là đúng Bitcoin là đúng người rồi, nhưng mà thời điểm thì tùy hơn. Ví dụ như biết Bitcoin tốt mà mua cái lúc nó đang ở đỉnh thì đâu phải là tốt nữa, đúng không? Chúng ta mua được cái những cái mức mà càng rẻ càng tốt, nó là như thế. Thì hiện tại thì có rất là nhiều cái máy ATM, hiện tại thì có tầm 7.000 máy, mới năm ngoái có 5.000 máy trên toàn thế giới, giờ có 7.000 máy trên toàn thế giới. Anh chị có ví Bitcoin thì anh chị có thể tới trực tiếp máy ATM đó anh chị rút về tiền mặt, là hay. Rồi cái mức độ quan tâm của những cái quốc gia đến thị trường Bitcoin, thì ví dụ như ở Trung Quốc thì người ta đầu tư lớn vào Bitcoin, xưa giờ nó vẫn như vậy hơn. Rồi ví dụ như công ty IBM, đây là một công ty điện tử rất là lớn và họ đã đầu tư rất là nhiều tiền bạc và công sức để nghiên cứu những cái mảng công nghệ blockchain. Thì thêm nữa, ở Mỹ thì có rất là nhiều bang mà quan tâm tới crypto, và có những bang có thể sử dụng được crypto trong việc mua bán hàng hóa. Thì có thể trên những cái trang web, có thể trên những cái trang web mà thanh toán online, anh chị thấy là khi mà anh chị mua bán thì anh chị có thể dùng Bitcoin để anh chị thanh toán luôn đó, chứ không cần phải dùng tiền mặt nữa, nó là như vậy. Và đây, và những cái này hiện tại thì có người ủng hộ có người không, mà cái gì mà ở thời kỳ đầu thì luôn luôn có người ủng hộ và có người không, cho nên là chúng ta phải biết như vậy đó. Thì về tương lai thì khi mà mọi chuyện nó trở nên rõ ràng hơn rồi thì người ta sẽ ủng hộ, chứ bây giờ vẫn đang rất là mập mờ anh chị ha. Thì ở Mỹ thì rất là khó trong cái việc mua Bitcoin ha. Tình hình ở Mỹ, châu Á và châu Âu rồi ha. Mỹ rất khó trong việc mua Bitcoin, phần lớn thì những cái sàn không hỗ trợ nhiều á, mua bán rất là khó. Em thấy hầu như những anh chị ở Mỹ mà nhắn tin hỏi em là mua Bitcoin như thế nào cho dễ thì em thấy là em thấy mấy anh chị đã nói là bên Mỹ mua rất là khó. Trong khi ở Việt Nam thì mua rất là dễ, vì là Việt Nam hiện tại chưa có luật gì cả. Thế nữa là ở Mỹ khó một cái nữa là anh chị mua bán Bitcoin thì sẽ bị đóng thuế, đóng thuế thì người ta rất là ngại cái chuyện đóng thuế. Có người lên Coinbase mua, ở Mỹ thì có sàn Coinbase là hỗ trợ nhiều, chúng ta có thể dùng dùng tiền đô la để chúng ta mua. Bị đóng thuế không anh? Anh Trê Nguyễn có mua chưa nhỉ?
Em có bị đóng thuế khi mua bán không? Đóng thuế đúng không? Và cái việc mà đầu tư về Bitcoin thì tại dân Mỹ và dân châu Âu thì phần lớn không quan tâm nhiều, tại vì nó rất là rủi ro, rất là rủi ro và chưa có gì đảm bảo cho người ta cả. Chưa có gì đảm bảo cả. Ví dụ như Bitcoin là một ngày nó có thể tăng giảm 50% như thế thì người ta rất là ngại trong cái việc đó. Nhưng mà em nghĩ là về sau khi mà mọi thứ trở nên rõ ràng và an toàn hơn thì người ta sẽ mua đó. Thì ngược lại với châu Mỹ, ngược lại với châu Mỹ thì châu Á rất là sôi động. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan này nọ thì phát triển rất là mạnh mẽ về cái công nghệ blockchain. Và các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung thì ngày càng nhiều. Thì theo quy luật thì cái gì mà vận động đầu tư phát triển thì cái đó sẽ phát triển thôi. Hồi xưa thì em cũng có đọc một cái bài viết về kinh tế, thì nói rằng cái nền kinh tế của châu Âu và châu Mỹ hiện tại thì đang ở cái ngưỡng gọi là cao lắm rồi và hiện tại đang bão hòa rồi, vì dân Mỹ, thanh niên Mỹ và châu Âu thì tại vì cái xã hội phát triển đến cái mức gọi là rất là cao rồi và họ làm ra rất là nhiều của cải rồi, nên bây giờ thế hệ trẻ thì chỉ có hưởng thôi, không cần làm nhiều, chỉ có hưởng trong khi dân châu Á, nhất là Hàn Quốc nữa, nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan này nọ thì gọi là chịu khó làm rất nhiều, gọi là cày rất là nhiều hơn, cày rất là mạnh. Cho nên là người ta thấy á, là cái tình hình nền kinh tế hiện tại là đang dịch chuyển từ châu Âu, từ Tây sang Đông, từ Tây sang Đông. Về tương lai thì châu Á sẽ phát triển mạnh hơn châu Âu. Đó là về tương lai thì còn lâu lắm. Tại vì cái khối tài sản của châu Âu và châu Mỹ đã làm nên rất nhiều rồi. Giờ chỉ có xài. Và nếu như mà hiện tại châu Á nó phát triển mạnh về công nghệ blockchain, phát triển rất là mạnh mẽ, rất là nhiều lần so với châu Âu và châu Mỹ, thì về tương lai thì em nghĩ là đây cũng là một trong những tác nhân mà giúp châu Á phát triển hơn châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên chắc còn lâu anh chị, chắc còn mấy chục năm nữa, thậm chí cả trăm năm nữa, tại vì để đạt được cái level như châu Âu bây giờ thì đâu phải là ngày một ngày hai. Giờ Bitcoin là tăng giá là 300% trong vòng 4 tháng gần đây, nó tăng rất là mạnh. Thì mặc dù thị trường ảm đạm đi xuống nhưng mà giao dịch về Bitcoin và Ethereum thì vẫn cứ tăng đều. Đó. Chúng ta phải biết được rằng thị trường tiền điện tử, thị trường Bitcoin đó, là một cái mảng rất là nhỏ ứng dụng công nghệ blockchain thôi. Đây là một cái mảng rất là nhỏ, gì công nghệ blockchain nó rộng lắm mà Bitcoin này, Ethereum này là những cái mảng rất là nhỏ thôi, nó chỉ là những thằng đi đầu và tạo ra những cái công nghệ blockchain mới có thể là đem vào ứng dụng trong tương lai, chứ nó chưa nói lên được cái gì cả, chưa ứng dụng vào thực tế được cái gì cả, chỉ có mới là phát triển cơ sở hạ tầng thôi. Anh chị cứ tưởng tượng nó là nó chỉ mới xây những cái con đường để đi thôi, chứ chưa có xe nào chạy trên đó cả. Nó là như vậy á, hả? Nó như vậy hả? Nó chỉ là chạy xe, chỉ phát triển con đường thôi. Hiện tại thì tụi này đang chạy đua là cái công nghệ của thằng nào nó mạnh hơn thằng nào thôi. Nó rất là mới, rất là mới. Còn để ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain thì ứng dụng được nhiều mặt lắm. Hiện tại thì chỉ mới là thanh toán, là nhiều Bitcoin thanh toán, Ethereum là smart contract, hợp đồng thông minh, triple thanh toán, là Litecoin thanh toán, những cái này để thanh toán hết. Nói chung là chủ yếu là dùng trong cái mạng thanh toán. Còn công nghệ blockchain mà ứng dụng được thì trong y khoa, trong giáo dục, trong chính trị, bầu cử, trong rất là nhiều mảng, thậm chí mạng nông nghiệp của Việt Nam luôn, chứ không hẳn là trong thanh toán không. Tuy nhiên đây chính là những thằng đầu tiên. Và đây chính là những cái thằng gọi là đi tiên phong trong cuộc cách mạng, blockchain. Và bản thân em thì em vẫn tin rằng là sau này công nghệ blockchain phát triển rất là mạnh. Giá Bitcoin nó không phải là nhỏ nhỏ như thời điểm hiện tại đâu.
nó sẽ tăng rất là mạnh. Vì sao mà đến giờ mình chưa có một sản phẩm nào ứng dụng rộng rãi nhá? Thứ nhất á, thì công nghệ blockchain là cái công nghệ khó, thì không phải chuyện ngày một ngày hai được, và cộng đồng hiện tại mình chưa tin tưởng lắm. Chính phủ thì phần lớn những cái nước nhỏ nhỏ như Việt Nam thì vẫn chưa tin tưởng và ủng hộ phát triển lắm, nhất là Bitcoin chưa có luật gì cả. Thì thường là nếu như mà một đồng tiền nào nó đưa ra, ví dụ như đồng Bitcoin đi, nếu như mà đồng Bitcoin mà làm ứng dụng thanh toán, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, thì đồng tiền của chính phủ sẽ bị mất giá. Mà tiền tệ là một cái gì đó chính phủ dùng để tạo nên, chính phủ dùng tiền tệ để gọi là thể hiện được cái quyền lực của mình. Mà bây giờ mà một cái đồng Bitcoin nào đó đem ra dùng thì người ta sẽ không dùng tiền của chính phủ nữa, và chính phủ sẽ mất quyền lực. Nó là như vậy. Thị trường vẫn chưa ổn định đó, thanh khoản còn kém, thanh khoản kém. Anh chị nhìn cái vốn hóa của thị trường này, đây là market cap này ha, vốn hóa của thị trường Bitcoin này hiện tại là nó là 295 tỷ đô, 295 tỷ đô rồi ha. Như vậy thì sao? Như vậy thì nó rất là thấp, nó rất là thấp anh chị. Riêng cái công ty Apple thôi, anh chị biết cái công ty Apple của Mỹ, quả táo mà mình hay mua điện thoại iPhone, là vốn hóa nó bao nhiêu anh chị? Vốn hóa bao nhiêu? Biết không? Biết công ty Apple vốn hóa bao nhiêu? Ai biết là chat này mày? Không biết à? Vốn hóa của công ty Apple là rơi vào tầm là 1.000 tỷ. Anh Việt Nam nói đúng không? Rơi vào tầm 1.000 tỷ. Mà cái vốn hóa của toàn bộ thị trường này, đây là vốn hóa của toàn bộ thị trường ấy, mà nó là 295 tỷ như thế, thì nó chỉ có bằng là 1 phần 3, 1 phần 4 gì đó của cái công ty Apple thôi. Mà một thị trường tài chính mà vốn hóa của nó bằng 1 phần 4 của một cái công ty ấy, thì đây là một thị trường lớn hay nhỏ anh chị? Cho nên chúng ta phải biết cái thị trường nó chưa ổn định, nó mới ở trong cái giai đoạn sơ sinh thôi, cho nên là thanh khoản còn rất là thấp và những chính sách pháp lý thì chưa an toàn, cho nên là những công ty, những tổ chức lớn họ chưa đầu tư vào đây nhiều, họ chưa đầu tư vào đây nhiều. Về sau mà cái vốn hóa này nó phát triển lên thì lúc đó anh chị chỉ cần nhắm mắt anh chị mua thôi. Ví dụ như bây giờ mà anh chị mà tin tưởng là cái tương lai ấy, thì thị trường nó sẽ phát triển. Anh chị nhắm mắt anh chị mua, ví dụ như anh chị nhắm mắt anh chị mua Ethereum, thì về lâu về dài á, anh chị cứ để ý như vậy, về lâu về dài nó cũng tăng mấy chục lần tài sản rồi. Và đó là phân tích cơ bản. Và về cái vấn đề của mình bây giờ, đó là phân tích cơ bản của em bây giờ, đó là mình thấy được tiềm năng. Phân tích cơ bản, thực ra cái cuối cùng như anh nói rồi, cái cuối cùng của phân tích cơ bản chính là mình thấy được cái tiềm năng là xong. Còn cái việc mà mình mua khi nào bán khi nào thì lúc đó nó sẽ chuyển qua phân tích kỹ thuật. Ví dụ như nãy giờ em phân tích cơ bản nên xem thì cái thị trường Bitcoin nó rất là tiềm năng và nó rất là sơ khai ở cái giai đoạn sơ sinh, và nó sẽ phát triển trong tương lai thôi. Và có thể nó không phát triển tại vì 50-50. Ví dụ như đây, blockchain này hiện tại nó giống với internet năm 1993. Thì vào năm 1993, con người ta nói là người ta không cần internet. Khi mà cái ý tưởng về internet đưa ra thì người ta bảo là tại sao người ta phải cần internet. Internet là lừa đảo không? Internet là lừa đảo, một ý tưởng rất là điên rồ, mà người ta không cần tới internet người ta vẫn sống được. Thì ngày nay người ta cũng nói cái câu y chang với công nghệ blockchain, tại sao lại phải cần công nghệ blockchain, công nghệ blockchain để làm gì? Về bản thân em thì có thể là tin tưởng mù quáng, cũng có thể là tin tưởng có phân tích. Tuy nhiên là em thấy là
Về lâu về dài là cái thị trường này sẽ phát triển rất là mạnh. Vốn hóa của nó thì không phải là tầm 200 mấy tỷ như thế này thôi, mà là vốn hóa lên tới tầm là 5.000 tỷ, 10.000 tỷ là chuyện rất là bình thường. Tất nhiên là không thể so sánh với thị trường Forex được. Thị trường Forex là rất lớn, giao dịch hàng ngày thôi, giao dịch hàng ngày của thị trường Forex thôi là cái volume này, cái volume hàng ngày của Forex nó đã lên tới 5-7 nghìn tỷ đó. Còn volume bên đây chỉ có mới 50 tỷ ha. Volume bên thị trường Bitcoin này có 50 tỷ, và volume bên Forex thì nó là 5 nghìn tỷ, 7 nghìn tỷ, nó lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, lớn hơn gấp 100 lần. Mà cái thị trường này mà lớn hơn 100 lần đó thì vốn hóa đâu đó là khoảng là tầm là 200 nghìn tỷ, 200 à, 20 nghìn tỷ, 20 nghìn tỷ. Nên em nghĩ là nó rơi về tầm là 8 nghìn tỷ, 10 nghìn tỷ là cái chuyện rất là bình thường, cái vốn hóa này đó. Và nếu mà anh chị đầu tư thì có thể chọn những cái đồng đầu tiên này đầu tư cho chắc ăn, à, nhất là ba đồng đầu tiên này. Đơn giản vậy thôi, cái thị trường rất là đơn giản, và cái giai đoạn nào chúng ta mua thì sẽ hợp lý, à, thì chúng ta sẽ qua phân tích kỹ thuật. Và khi nào thì đột phá bùng nổ thì theo em thì cần có hai thứ thôi. Đầu tiên là ứng dụng cái công nghệ blockchain này thành công vào một cái hệ thống lớn nào đó được tin cậy. Thì trước trước hết thì em nghĩ là hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán ngân hàng, tại vì hiện tại á, là những cái công ty ngân hàng lớn trên thế giới là đang rất là háo hức trong cái việc là ứng dụng công nghệ blockchain và những ngân hàng liên kết với nhau. Thứ hai là có những cái quỹ về Bitcoin đó được hình thành, và để cho nhà đầu tư có thể là bảo đảm hơn, an toàn hơn, được được bảo hộ an toàn hơn trong cái quá trình đầu tư. Thì khi đó thì thị trường này sẽ đột phá và bùng nổ. Thì dự đoán của em thì sớm ha, trong vòng là tầm 5 năm trở lại thôi là giá sẽ bay rất là mạnh. Thì khi mà thế giới đổ xô nhau đi đầu tư thì thường là cái thằng họ đầu tư đầu tiên là thằng đầu tiên, thằng Bitcoin đó. Tại vì cần Bitcoin để mua những thằng khác. Và nếu như điều đó xảy ra thì chúng ta đã đầu tư rất là lâu rồi, chúng ta đã mua từ rất là lâu. Phân tích cơ bản là như thế. Chứ theo em thì phân tích cơ bản thì chúng ta đọc báo chí này đọc hàng ngày thì cái đó không phải là phân tích cơ bản, mà cái đó chỉ đọc cho biết thôi. Tại vì những cái tin tức báo chí đó nó bị chi phối rất là nhiều. Còn anh chị nào mà đầu tư cổ phiếu thì chúng ta có thể là đọc về doanh nghiệp, đọc về những cái tiềm năng của doanh nghiệp. Tại vì cái mục đích cuối cùng của phân tích cơ bản chính là thấy được cái tiềm năng phát triển trong tương lai hoặc là khả năng sụp đổ trong tương lai để chúng ta bán ra trước. Thấy được tiềm năng trong tương lai thì chúng ta sẽ mua vào đó, tức là để phân tích, để thấy được cái tiềm năng đó là phân tích cơ bản, nó là như vậy chứ chứ không còn cái gì nữa cả. Mình tới đây anh chị nắm được chưa? Anh chị nắm được phần này chưa? Thấy được tiềm năng ha. Cái mục đích cuối cùng của phân tích cơ bản là thấy được tiềm năng. Sau khi mình thấy được tiềm năng, tức là mình tìm đúng người rồi đó, rồi mình sẽ tìm cái vùng giá tốt để mình mua, có nghĩa là đúng thời điểm nữa. Chứ không phải là ví dụ như thấy công ty này, em nói thấy công ty Vinamilk tốt thì không phải là bay vào mua lúc nào cũng được, bay vào đu đỉnh mà chết à. Mình phải đúng, đúng người đúng thời điểm ha. Ok anh, cảm ơn anh. Những cái channel của em đặt tên là Blockchain Dream thì từ khi mà em đọc về công nghệ blockchain, em tìm hiểu về nó, em có mua tầm 4 năm quyển sách về công nghệ blockchain em đọc, thì em thấy đây là tương lai. Blockchain là tương lai, blockchain là tương lai, em tin tưởng như vậy ha. À, cho nên là em có tiền để dành thì em sẽ mua em cắt đôi biết lần, em sẽ mua em cắt. À, đúng rồi, Ripple đây hold dài hạn được á. XRP là thằng đứng thứ ba đó anh chị. À, hiện tại thì các ngân hàng trên thế giới là đang thử nghiệm cái hệ thống của thằng này. Hiện tại ngân hàng trên thế giới đang thử nghiệm cái hệ thống của Ripple.
để có thể là những ngân hàng chuyển tiền với nhau cho nhanh. Rồi. Còn cái cách mua bán thì ở đây thì rất là dễ thôi. Anh chị chỉ cần lên YouTube mà. Ví dụ như anh chị mua cái đồng Ripple đúng không? Anh chị chỉ cần lên YouTube, anh chị gõ là cách mua Ripple, cách mua Bitcoin thì chắc có cả trăm video hướng dẫn rồi. Và hướng dẫn rất là chi tiết nữa. Cho nên là chúng ta đừng có sợ cái việc là chúng ta không biết cách mua bán. Người ta hướng dẫn nhiều lắm. Còn những cái sàn mà để trade á, thì để trade Bitcoin thì anh chị có thể là chọn sàn Binance. Đó. Hoặc là sàn Bittrex ha. Anh chị nào ở Mỹ thì có thể chọn sàn Bittrex. Hoặc là sàn Poloniex hoặc là Bitfinex ở sàn ở Hồng Kông á. Bitfinex. Còn nếu như anh chị làm đầu tư Forex á, thì Forex thì có rất là nhiều sàn. Rất nhiều sàn. Mà những sàn em đã từng tham gia rồi và em thấy ok đó là sàn ví dụ như sàn XM này. Sàn IC Market nữa ha. Sàn Xnet nữa ha. Những sàn đó ở Việt Nam phổ biến và nó hỗ trợ rút tiền bằng tiền Việt luôn. Hỗ trợ rút tiền bằng tiền Việt, hỗ trợ ngân hàng Việt Nam luôn. Và cũng rất là nhanh thôi. Cho nên rất là tốt. Rồi sàn FX Pro nữa ha. Sàn Forex, FXCM cũng được này. Nhiều sàn lắm. Nhiều sàn. FPS cũng được, cũng được. Tốt lắm. Thì mỗi sàn thì anh chị nên là mỗi sàn thì anh chị nên ở GKX dẹp nha. Fullerton thì em chưa chơi. Fullerton thì em chưa chơi nên là em không biết nha anh chị. Market em cũng chưa xài, Thì tại vì thường mà nếu như mà một trader mà họ thấy cái sàn nào được rồi thì họ ít khi đổi sàn lắm anh chị. Ít khi đổi sàn lắm, trừ phi mà qua cái sàn kia có một cái lợi nhuận gì đó hoặc là có một cái gọi là lợi ích gì đó rất là lớn thì họ mới chuyển sàn thôi. Thế thường họ ít chuyển sàn lắm. Cho nên là những sàn giao dịch cũng biết điều đó. Và họ thường là ví dụ như khuyến mãi nạp bao nhiêu thì được bao nhiêu vậy đó. Rồi hoặc là sẽ được thưởng bonus bao nhiêu khi mở tài khoản này. Thì họ sẽ có rất là ưu đãi để cho người người khác có thể là chuyển sàn và đăng ký sàn của họ. Thì cách gọi là cò mồi thôi mà. Tại vì trader mà họ đã chọn sàn nào thì họ sẽ ở luôn sàn đó. Ít khi đổi lắm. CTrader thì CTrader là một cái công ty. Anh Trần này. CTrader là một cái công ty của Anh Quốc. Còn cái thằng MT4 là một cái công ty khác ha. Thì đây là những cái giao diện mà những sàn giao dịch họ kết hợp với những cái công ty làm đây những cái nền tảng ví dụ như CTrader là một nền tảng, MT4, MT5 là một nền tảng đầu tư. Cho nên là cái công ty nào mà đối tác với CTrader thì có thể dùng được cái giao diện của CTrader. Như FX Pro nó dùng người CTrader được này. Rồi gì nữa? IC Market này. Ví dụ như hiện tại thì em cũng có xài sàn IC Market thì em vẫn dùng CTrader. Em vẫn dùng CTrader. CTrader thì giao diện khá là đẹp, giống như anh nói. Và mọi thứ nó rất là rõ ràng, chi tiết. Có biểu đồ rồi có rất là nhiều thứ hơn, rất là hay. Những cái sàn em tham gia thì chưa có phốt gì cả, chưa có tin tức xấu gì về nó cả. Nên là anh chị cứ tham gia theo cũng được. Rồi còn cái sàn GKFX thì em thấy là nhiều phốt lắm mà hả. Tại vì nhiều người nói xấu nó lắm rồi. Tại vì em thì chưa tham gia đó. Nhưng mà em thấy nhiều người nói xấu lắm. Thậm chí những cái người mà nhắn tin cho em á, những anh chị mà nhắn tin cho em thua lỗ 5-7 nghìn đô thì do là đăng ký trên sàn GKFX và những nhân viên của GKFX tư vấn cho đã cái kiểu rồi cuối cùng lỗ.
Thì nhân viên này, những nhân viên mà tư vấn này á, thì được mệnh danh là, những nhân viên tư vấn thì được mệnh danh là gì? Mệnh danh là những chuyên gia. Em thấy là lâu đó làm chuyên gia đâu mà dễ vậy hả? Tức là chuyên gia mà mình hỏi người ta, hỏi người ta nến pin ba là gì không biết, vậy thì chuyên gia làm gì? FPTM được hả? FPTimer đó được á, FPTM được hả? Rồi bây giờ thì em sẽ qua cái chiêu trò cá mập đó. Thì cái việc đăng ký sàn thì rất là dễ thôi, anh chỉ đăng ký cái ao là được đó. Nói chung là cái việc mà chúng ta đăng ký sàn này, rồi cái cách mua bán như thế nào thì rất là dễ, hầu như ai cũng làm được. Nhưng mà mình mua bán làm sao để mà mình có lãi đó, thì đó mới là cái mà chúng ta cần quan tâm. Chứ còn đăng ký tạo tài khoản thì nó dễ lắm, mấy giây mấy phút là được à, có video họ hướng dẫn hết. Anh chị ok không? Must market thôi, em chưa xài. Đúng rồi, em không có hướng dẫn đăng ký sàn đó, tại vì người nhiều người hướng dẫn và hướng dẫn cụ thể hơn em nữa, hướng dẫn rất là rõ ràng chi tiết luôn rồi. Nên là cái kênh YouTube của em đâu có bao giờ mà làm cái video gọi là hướng dẫn đăng ký sàn này nọ đâu. Tại vì cái đó nó không cần thiết. Đăng ký rất là dễ, còn làm thế nào để mà sau khi mình đăng ký rồi mà mình đầu tư có lãi thì cái đó mới là cái mà mình quan tâm. Thế còn đăng ký xong mà thua lỗ thì đăng ký làm gì? Đó, em chỉ tập trung vào những cái chính thôi, còn những cái phụ đó thì em thấy là có nhiều người họ làm chi tiết rồi, em không làm. Rồi thì phần này chúng ta sẽ học về những cái chiêu trò của cá mập, những cái cách mà cá mập nó hoạt động trên thị trường. Phân tích cơ bản của vàng cái này em nói rồi, biến động kinh tế toàn cầu, anh chỉ cần nhớ như vậy thôi được. Ví dụ như là anh chỉ thấy là trong cái thời gian vừa qua chiến tranh thương mại đúng không, Mỹ và Trung đúng không, như vậy là đủ tác động tới vàng rồi đó. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà Mỹ siết chặt về thuế má, về lãi suất các kiểu, nhập khẩu là xuất khẩu các kiểu, Mỹ siết chặt Trung Quốc như thế, tăng lãi suất như thế, không đầu tư vào Trung Quốc nữa, rút hết công ty về, như vậy thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị giảm rất là mạnh, và cái đồng tiền của Trung Quốc, cái đồng nhân dân tệ thì nó sẽ bị tụt giá. Anh chị thấy nó tụt giá thấp nhất trong vài năm vừa qua đó không? Cái đồng nhân dân tệ vừa rồi nó tụt giá gọi là khủng khiếp luôn. Như vậy thì những nhà mà những ông lớn ở Trung Quốc á, những ông lớn ở Trung Quốc thì họ có ôm đồng nhân dân tệ nữa không anh chị? Anh chị thấy cái đồng nhân tệ nó xuống giá như vậy thì họ có ôm đồng nhân tệ không? Họ có ôm không? Ừ, tất nhiên là không rồi, chính xác. Vậy thì họ sẽ mua cái gì mà cái họ mua đó không bị mất giá? Họ mua cái gì? Đúng rồi, họ mua vàng thôi, chính xác đó. Mua vàng hoặc mua bitcoin. Họ gần đây họ có thể mua bitcoin hoặc là họ mua bất động sản. Đó chính là phân tích những cái thứ mà tác động tới vàng. Thì anh chị cứ nhớ giùm em là những cái thứ mà có thể tác động tới những nền kinh tế, nhất là những chiến tranh thương mại này, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh này, là họ sẽ đổ xô nhau đi mua vàng. Dường như cái tình hình cách đây vài năm ở Việt Nam mình nghe nói đâu đó ùn ùn là chiến tranh Trung Quốc Việt Nam gì đó, biểu tình ầm lên đó, là những đó lúc đó những nhà giàu thì em thấy họ vẫn đi mua vàng, họ không có giữ tiền, họ rút hết tiền ngân hàng luôn, họ rút hết tiền ngân hàng họ đi mua vàng, em thấy như vậy. Lãi suất à? Thường là đồng đô la, lãi suất của đồng đô la thì thường là ảnh hưởng tới vàng. Lãi suất tăng thì thường đồng đô la nó sẽ tăng, lãi suất của đồng đô la thôi nhé, còn lãi suất giảm thì đồng đô la nó sẽ giảm. Mà đồng đô la giảm thì vàng tăng, mà đồng đô la tăng thì vàng giảm, mà thường là như vậy, nó ảnh hưởng sơ sơ như vậy thôi. Đồng đô la tăng thì vàng sẽ giảm,
tại vì họ sẽ mua đô la, họ bán vàng, họ mua đô la. Còn đồng đô la vàng giảm thì vàng tăng, giống như đồng nhân dân tệ giảm thì vàng tăng đó. Những cái đồng tiền lớn đó, những cái đồng tiền mà những cái ông lớn họ ấy. Đúng rồi, ngoài ngoài vàng ra đó, thì đây tất cả những cái em nói nãy giờ là tất cả những cái em nói nãy giờ thì đó chính là phân tích cơ bản đó. Thì anh chị phải biết đó, là trên thế giới này này, dòng tiền nó luôn luôn vận hành, dòng tiền nó luôn luôn vận hành nha anh chị, và nó sẽ chảy từ cái vùng này qua vùng khác. Ví dụ như biến động kinh tế thì người ta sẽ dòng tiền nó sẽ tập trung vàng và tập trung vào những đồng tiền ít bị mất giá, ví dụ như đồng yên Nhật, ví dụ như đồng tiền yên nó rất là khó bị mất giá và nó sẽ liên tục tăng. Ví dụ như trong thời gian vừa qua anh chị thấy đồng yên tăng liên tục không, đồng tiền đó, đồng yên tăng chóng hết mặt luôn đó. Đó, tại vì Nhật là cái đất nước rất là ổn định. Hồi xưa thì Nhật có tham gia chiến tranh, tuy nhiên từ cái ngày mà Nhật Bản nó tuyên bố là không bao giờ tham gia chiến tranh nữa thì đó chính là cái lúc mà nền kinh tế Nhật nó tăng liên tục, đồng tiền yên rất là được người ta ưu ái. Đồng đô la Úc cũng vậy, đồng đô la Úc cũng vậy, tại vì nó rất là ổn định. Những cái đất nước như vậy thì nó nằm ở những cái vùng xa xa rất là yên bình. Rồi, qua cái phần về chiêu trò cá mập nhé. Về cái phần phân tích cơ bản là anh chị ok chưa? Em tóm tắt lại nhé. Phân tích cơ bản là anh chị tìm mọi cách để anh chị biết rằng cái thứ mà anh chị đang đầu tư nó sẽ có tiềm năng trong tương lai, nó sẽ phát triển trong tương lai hoặc là nó sẽ đổ vỡ trong tương lai. Và để biết điều đó thì chúng ta đọc những cái tin tức liên quan tới nó. Và khi mà chúng ta biết được nó tiềm năng trong tương lai hay là đổ vỡ trong tương lai thì chúng ta sẽ tức là chúng ta chọn đúng người rồi. Chúng ta biết tiềm năng trong tương lai là chúng ta biết đúng người rồi. Chúng ta sẽ mua nhưng mà chúng ta sẽ tìm cái vùng giá tốt để chúng ta mua, chứ không phải là bàn đâu mua đó. Một là xác định được tiềm năng trong tương lai, và thứ hai là tìm vùng giá tốt để mua. Và tìm vùng giá tốt để mua thì chuyển qua phân tích kỹ thuật. Nó là như vậy. Ví dụ như thời gian vừa qua là vàng tăng, là khi mà ùn là có chiến tranh thương mại thì chúng ta đọc về những cái chính sách của Donald Trump có thể tác động tới Trung Quốc, là biết là giá vàng sắp tăng rồi. Chỉ cần như vậy thôi chúng ta biết giá vàng sắp tăng rồi. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta bây giờ là tìm cái vùng giá nào tốt để chúng ta mua thôi. Nó là như vậy. Cho biết giá vàng tăng nhưng mà vô mua liền thì cũng chưa chính xác. Nó là như vậy. Ở Bitcoin là tốt đó. Bitcoin là tốt, nhưng mà không phải là bay vô mua Bitcoin lúc nào cũng tốt. Chuyện chiêu trò cá mập á, thì đầu tiên là em hỏi sơ sơ, theo anh chị thì cá mập là ai? Theo anh chị thì cá mập là ai? Anh chị trả lời thử em nghe rồi. Các tổ chức tài chính lớn, nhiều tiền, các công ty lớn, người nắm giữ khối tài sản lớn. Rồi ngân hàng, rồi chuẩn ngân hàng, chuẩn liên ngân hàng nữa, những ngân hàng mà họ cấu kết với nhau, liên ngân hàng. Còn gì nữa không ạ? Chính phủ chuẩn 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 chính phủ đó, chính phủ là con cá mập rất là to, quỹ ETF đúng rồi, quỹ đầu tư đúng rồi, quỹ đầu tư rồi. Anh chị hầu như là anh chị nói chuẩn hết rồi đó. Trùm cá nhân đúng rồi, cá nhân một tổ chức, anh chị nói đúng hết rồi ha. Là em bổ sung thêm một vài ý nữa thôi, đó là những tổ chức bí mật, những nhà đầu cơ tài phiệt, đế chế tư bản, những tổ chức bí mật và những tổ chức tài chính lớn,
ví dụ như những quỹ đầu tư, những ngân hàng, liên ngân hàng, họ cấu kết với nhau, những người đó họ chơi với nhau hết nha anh chị, chủ các sàn giao dịch này, chủ những dự án mà phát hành ra cổ phiếu hoặc là phát hành ra coin, họ chơi với nhau hết á. Các hội nhóm lớn hàng nghìn thành viên, có thể là họ không phải là cá mập, họ là cá con thôi, nhưng mà cá con có tổ chức, họ rất là đông, họ có thể tạo ra những cái đội lái rất là lớn, họ lên tới hàng nghìn thành viên. Thì những cái tổ chức tài chính lớn thì luôn luôn tìm cách để mà ăn tiền từ nhà đầu tư. Đó, chúng ta phải biết như vậy. Trên cái thị trường tài chính này á, thì em nói là chúng ta sinh ra là cá con thì chúng ta mới ngồi đây đúng không? Chúng ta sinh ra là cá con rồi thì chúng ta phải chấp nhận phải vui vẻ. Đó, thì trên trên cái sân chơi tài chính đó, trên cái sân chơi tài chính đó, thì tiền là chạy từ người này sang người kia thôi, và những cái tổ chức tài chính lớn chơi với nhau đó, thì nó sẽ loại nhau, ăn tiền của nhau đó, người này mạnh thì người kia yếu, nó là như vậy. Và để làm được cái điều đó thì thường là những cái tổ chức tài chính lớn này thì nó sẽ dăng ra những cái bẫy, anh gọi là bẫy của cá mập, để mà ăn tiền từ nhà đầu tư. Thì trên cái sân chơi này có hai phe chủ yếu, một phe là cá mập và phe thứ hai là nhà đầu tư. Thì cá mập nó luôn luôn tìm cách để nó ăn tiền từ nhà đầu tư, nó như vậy. Thì hầu hết những người mà bước chân vào cái thị trường này thì đều có cái tâm lý là muốn ăn nhanh, những nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và cá mập nó biết điều này rất là rõ. Tiếp theo là cái tâm lý thứ hai là cái tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội và sợ mất tiền, tâm lý FOMO và tâm lý FU. Rồi cá mập nó sẽ có những chiêu bài để nó đẩy người ta vào hai cái tâm lý này. Chúng ta cần lưu ý đó là chiêu bài nó thường là đánh vào cái sự mất kiên nhẫn của nhà đầu tư. Thì ở đây á, khi mà cá mập nó chi phối nó hoạt động thì thường nó sẽ hoạt động trên những cái thị trường mà nó có thể là làm giá được nha anh chị. Ví dụ như cổ phiếu Việt Nam này, cá mập rất là nhiều hơn. Ví dụ như Bitcoin này, cá mập rất là nhiều. Còn trong những cái thị trường lớn, ví dụ như Forex, thì cá mập nó không chi phối được. Thị trường vàng cá mập không chi phối được. Còn chơi chỉ số, những cái chỉ số mà những cái chỉ số mà nhỏ thì cá mập nó sẽ chi phối được. Ví dụ như phái sinh Việt Nam, thị trường đầu tư phái sinh Việt Nam, cá mập nó chi phối được rất là ghê. Mình làm gì nó biết hết á, thì sao mà chơi? Nó cái kiểu như mà chúng ta thấy kiểu như là chúng ta làm cái gì nó cũng biết hết thì sao mà chơi nữa. Đó, cho nên là rất là khó để chúng ta có thể là thành công trong những thị trường đó, thị trường mà bị chi phối lớn như vậy. Trong khi là cái thị trường mà về chứng khoán và về Bitcoin thì lại khác, tại vì hai cái thị trường này thì cá mập nó làm gì thì chúng ta cũng biết hết. Tức là ngoài cái tức là hồi nãy em nói những cái thị trường mà trade 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 phái sinh đi, mình làm gì cá mập nó cũng biết. Tuy nhiên bên cái thị trường mà đầu tư cổ phiếu và đầu tư Bitcoin thì cá mập làm gì mình cũng biết hết. Tại vì sao? Tại vì là cá mập là những cái tổ chức tài chính lớn và nó làm việc rất là có quy trình, và cái cách nó vận hành thì mình nắm được là mình sẽ ok thôi. Và cá mập nó sẽ có những cái chiêu bài để nó đẩy nhà đầu tư vào những cái gọi là bẫy của nó, mà mình biết những cái chiêu bài đó thì mình né đi, thậm chí là mình còn nương theo nữa để mình kiếm ăn chung với cá mập, rất là dễ thôi. Thì ở đây có một cái câu nói của Peter Lynch rất là hay này, mà em thấy rất là đúng cái bài này nên em đưa vào luôn. Thì mọi người đều có khả năng kiếm tiền từ chứng khoán, nhưng mà không phải ai cũng có sự gan lì. Nếu như bạn dễ dàng bán cổ phiếu khi thị trường dao động thì tốt nhất là bạn nên tránh xa chứng khoán. Thì có nghĩa là ông nói là hầu như là ai cũng đầu tư thành công được hết, nếu như mà mình kiên định với cái quan điểm của mình.
không có dễ dàng bán ra hoặc là dễ dàng phô mô theo thị trường là mình sẽ thành công. Cái tâm lý rất là quan trọng. Và cá mập nó sẽ có những cái chiêu để nó làm cho thị trường dao động, nhà đầu tư phải dính theo cái tâm lý là họ sẽ bị lỗ, là tiền sẽ chạy từ túi nhà đầu tư qua túi cá mập. Vậy thì làm thế nào để cá mập nó tung hành trên thị trường? Thì em sẽ kể cho anh chị nghe cái câu chuyện là cái câu chuyện bán cam. Anh chị nghe câu chuyện này chưa? Câu chuyện bán cam này. Thì em sẽ kể chuyện cho anh chị nghe. Thì anh chị sẽ nhớ bài rất là lâu. Anh chị sẽ nhớ bài rất là lâu. Và cái kiến thức ở đây thì anh chị có thể là áp dụng trong mọi thị trường tài chính luôn. Thị trường tài chính nào mà bị cá mập chi phối được, kể cả thị trường bất động sản luôn, kể cả thị trường bất động sản luôn. Ok chưa, để em sẵn sàng chưa, để em nghe em kể chuyện này. Để em kể chuyện nên chị sẽ nhớ rất là lâu. Và nếu như mà anh chị đã là nhà đầu tư rồi, nếu như anh chị đã là nhà đầu tư thì cái câu chuyện nó sẽ đi theo anh chị là tới suốt cuộc đời lắm. Ở đây nè, thì ở cái ngôi làng nhỏ, có một cái ngôi làng, thì ngôi làng này chủ yếu cái nghề của người ta sinh sống là cái nghề trồng cam bán thôi, nghề trồng cam. Thì ở trong ngôi làng này có một cái ông phú hộ. Trong ngôi làng này có một cái ông phú hộ. Ổng này á, ông phú hộ này á, ổng có một cái âm mưu làm giàu. Ông có một âm luôn là âm mưu làm giàu, và ông suy nghĩ là bây giờ muốn làm giàu á thì mình làm cách nào nhanh nhất mà kiếm được tiền nhiều nhất đó. Thì cái ý tưởng của ông đưa ra đó là ông mua cam trong cái làng này, sau đó là ông sẽ bán cam với giá cao hơn và ông lấy về tiền. Như vậy thôi, chỉ cần mua cam với giá rẻ và bán cam với giá cao là ông sẽ có tiền. Đây, rất đơn giản thôi. Thì cái chiến lược của ông như thế này. Đầu tiên ha, một này sẽ cố gắng mua cam với giá rẻ nhất để tạo sự độc quyền, và thứ hai là quảng cáo thật là tốt để bán với giá cao. Thì cái chiến lược một này ông chia làm 3 bước. Đầu tiên là ông sẽ gom hàng, ông sẽ hỏi mua cam của nhà khác đó, ai có cam là ông hỏi ông mua hết. Tuy nhiên là ông sẽ mua với giá rẻ thôi, ví dụ như cam hiện tại là 10 đồng một quả. Bây giờ ông không thể mua 10 đồng một quả được, mà ông mua với tầm là 7 đồng thôi. Thì ông đi ông hỏi là 7 đồng bán không? Ông thậm chí là 6 đồng rưỡi bán không? Thì tất nhiên là người ta không bán rồi. Và ông dùng cái bước số 2, đó là ông đẩy giá cam thị trường xuống. Tức là ông cũng có một cái quầy để bán cam luôn. Ông cũng có một cái quầy bán cam, và ông cho những người của nhà mình đi mua cam của mình với giá thấp. À, người nhà của mình đi mua cam của mình, của người nhà mình, ông không ra mặt nhé, ông cho đầy tớ đi làm thôi. À, cái người đầy tớ này đi mua cam của người khác với giá thấp và làm giảm giá cam thị trường xuống đó. Và khi đó ông bán rất là nhiều, ví dụ như cái quầy cam của nhà ông là bán là tầm là 7 đồng 8 đồng một quả thôi, thì những cái người dân bên cạnh thì cũng đi mua cam với giá 7 đồng 8 đồng, và vì giá cam thị trường lúc đó nó sẽ giảm xuống. Và những cái nhà khác mà muốn bán cam được thì bắt buộc phải đẩy giá cam thấp xuống tầm là 7-8 đồng chứ không còn 10 đồng như nãy nữa. Đó. Và lúc này ông sẽ tha hồ ông đi mua cam với giá 7 đồng 8 đồng. Tuy nhiên là cũng có những cái gia đình đó, mà họ tính toán họ thấy là họ mà bán cam 7 đồng 8 đồng thì họ không có lãi những chi phí trồng này nọ. Thì lúc này mà để mà đối phó với những cái người mà kiên trì không chịu bán này, thì ông sẽ nâng cái giá cam lên cao hơn một chút, 7 đồng rưỡi đi chẳng hạn. À, thì để rồi hỏi người ta là có bán không, 7 đồng không bán thì 7 đồng rưỡi bán không. Và sau đó là thấy người ta không bán thì ông cứ là hạ giá xuống, cứ giá cam ngày hôm nay là 7 đồng, rồi ngày mai 7 đồng rưỡi, rồi lại 7 đồng như vậy, rồi cho đến khi mà những nhà có cam này họ mất kiên trì họ bán hết cam thì thôi đó. Thì cuối cùng là sau cái
Sau cái ba cái bước này thì ông Phú Hộ bây giờ là ông đã gom được hàng rất là nhiều, mua cam giá rẻ rất là nhiều. Tại vì rồi sau ông mới qua cái bước số 2. Lúc này là ông sẽ quảng cáo thật là tốt để bán cam. Qua bước số 2 là ông chia làm 4 bước không? Đầu tiên là ông sẽ thuê thầy thuốc trong vùng quảng cáo những công dụng thần kỳ của quả cam, những cái công dụng mà trước đây chưa từng ai biết cả. Thì những cái công dụng thần kỳ là như thế nào? Bình thường á, nếu như như chúng ta ăn cam thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe, đây là điều tất nhiên rồi. Ví dụ cái cam là có vitamin C rồi làm đẹp da, đó là những công dụng bình thường. Và ông Phú Hộ ông nói với thầy thuốc rằng mày cứ nói thêm không? Mày cứ nói thêm mà, tại vì cam chủ yếu là tốt mà, người ta ăn cam nhiều là tốt chứ có gì đâu. Nói thêm mà tao cho tiền. Mà ông thầy thuốc thì ông nhận tiền rồi. Và không phải là một ông mà rất là nhiều ông. Vì bây giờ là ăn cam là có thể là trường sinh bất lão hả? Nó sẽ có chung là ăn 10 quả cam là sống thêm được 10 năm. Đó, ăn cam có thể là chữa được bệnh HIV. Rồi ăn cam là có thể là chống ung thư. Rồi phụ nữ mà ăn cam thì trẻ đi là 10 tuổi. Là 30 tuổi mà 40 tuổi mà nhìn như là 18 vậy đó. Nói chung những công dụng rất thần kỳ. Đó. Chữa được bệnh tim, chữa được ung thư giai đoạn cuối luôn. Đó cho nên là thầy thuốc nào cũng nói. Và những công dụng thần kỳ như thế làm cho là ai cũng muốn đi mua cam để ăn cả. Và đầu tiên là ông Phú Hộ này ông phải đi mua trước. Ví dụ như cam trong vùng hiện tại là đang là 8 đồng, ông mua phát 10 đồng luôn. Ông mua phát 12 đồng luôn, mua phát 15 đồng. Và bây giờ giá cam đi thị trường là cao dần lên. Nhưng mà ông mua chính cam của mình và mua của người dân luôn, giá cam thị trường nâng dần lên và hôm nay là giá khác, ngày mai giá cao hơn. Nhưng mà vẫn không ai có cam để mà bán nữa. Hết cam rồi. Tại vì phần lớn bây giờ đang nằm trong tay ông Phú Hộ. Thậm chí là cam giá cao như vậy nhưng mà không có ai có cam để mà bán. Như vậy thì người dân bắt đầu là chuyển qua mua cam ngày hôm nay này. Ngày mai bán có lời liền. Ví dụ như ngày hôm nay là đang mua là 14 đồng rồi, ngày mai là bán được 15, 16 đồng liền. Giá cam nó cứ tăng liên tục như vậy mà. Dẫn đến cái nghề buôn cam được nở rộ luôn. Người dân là tự đẩy giá lên thôi. Người người đi mua cam và nhà nhà đi mua cam bán. Người dân lúc đó tự mua bán cho nhau thôi. Và giá cứ như vậy mà nó tăng lên. Thì khi mà giá cam nó lên đến mức cao trào rồi, kiểu như là 25, 30 đồng một quả rồi. Tại vì lúc đó là ông Phú Hộ ông mới bán dần dần cam. Bán dần dần cam đó. Và cuối cùng là ông kết thúc một cái chu kỳ kiếm lời. Đó. Thì đó là cái cách mà ông Phú Hộ ông làm giàu. Thì cái cách này á, nhìn sơ thì chúng ta thấy là một cái câu chuyện bán cam đơn thôi. Tuy nhiên hiện nay và đã từng xảy ra rất là nhiều rồi. Và hiện nay vẫn còn xảy ra. Và nó sẽ còn xảy ra nữa trong tương lai. Đơn giản vậy thôi anh chị. Ví dụ như thương lái Trung Quốc dùng những cái chiêu bài này để có thể là chơi xấu thị trường Việt Nam. Và trong cái thị trường tài chính thì cá mập nó cũng vận hành y chang như vậy. Trong thị trường tài chính thì cá mập nó vận hành y chang, không khác cái gì cả. Nó cũng có hai chiến lược. Đầu tiên là cố gắng mua cam và sau đó là bán cam. Và cái bước mà mua cam này nè, thì trong thị trường tài chính, ví dụ như cổ phiếu, ví dụ như Bitcoin, thì sẽ mua nhỏ giọt, sideways. Thị trường thường nó sẽ nhỏ giọt, sideways, gom hàng ở những giai đoạn giá rẻ. Ở những giai đoạn giá rẻ, volume thấp, nó thị trường đi sideways. Là đó chính là cái dấu hiệu cá mập gom hàng. Anh chị nhớ nha. Giá ở vùng thấp, giá ở những cái vùng giá rẻ đây mà đi ngang, sideways, volume nhỏ giọt, đó chính là cái giai đoạn dấu hiệu đầu tiên cá mập gom hàng. Đó. Thì lúc này á, giá nó cứ dập dìu lên xuống ở cái vùng giá thấp rồi đó. Để mà người chơi sợ và bán tháo ra ở cái mức giá thấp. Lúc này cá mập nó sẽ bo gom thêm hàng. Ngoài cái việc mà giá đã thấp rồi nha, giá đã thấp rồi mà tin tức trên thị trường lúc đó, giá đã thấp rồi nhưng mà tin tức trên thị trường lúc đó nó lại còn xấu nữa,
nên là người ta sợ, người ta bán ra, người ta bán hết ra. Là cá mập nó gom vô thôi, gom vô, gom vô. Đối với những người kiên trì này, họ không bán thì cá mập nó sẽ bơm thổi giá, nó sẽ tăng thêm, tăng một chút thôi, sau đó nó giảm, tăng thêm một chút sau đó nó giảm hơn. Đó. Rồi đưa ra nhiều tin xấu đó, cho những người mất kiên trì bán hết đó. Tuy nhiên chị nhớ có một điều đó, là cá mập nó sẽ không đẩy giá xuống quá sâu ở cái mức giá nó là gom. Ví dụ như nó gom tầm là 6 đồng 7 đồng thì không bao giờ mà nó đẩy giá xuống tầm là 2 đồng 3 đồng nữa. Mà tại vì làm như vậy đó, thì nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí để đưa giá quay trở lại. Đó thứ nhất là rất là khó để đưa giá quay lại. Và thứ hai rủi ro nhất có thể đó là khi mà giá nó đẩy xuống thấp như vậy rồi thì có một thằng cá mập khác nó đi vào nó mua thì rất là nguy hiểm, nó rất là lỗ, cho nên là thường là nó sẽ không đẩy giá xuống sốc có đâu. Nó không có, ví dụ như có hai thằng cá mập đi thằng cá mập A thì nó không có ngu gì mà nó đẩy giá xuống thấp cho thằng B mua tại vì giá cam trong tương lai thế nào cũng tăng. Chúng ta phải lưu ý giá cao trong tương lai thế nào cũng tăng. Bây giờ nó cố gắng nó gom được càng nhiều càng tốt thôi. Và qua cái bước số 2 là quảng cáo thật là tốt để bán cái giá cao. Thì lúc này những cái loại cổ phiếu mà cá mập nó đã gom hàng rồi thì nó sẽ đẩy giá lên ở một cái mức nào đó, đồng thời đưa ra rất là nhiều tin tức tốt trên thị trường. Những cái nhóm xe kèo này để tạo cái hiệu ứng FOMO trên thị trường. Thì thường cái giai đoạn này thì tin tức tốt rất là nhiều đó, và giá tăng liên tục đó. Và giá cái giai đoạn này cứ tăng liên tục, và các hội nhóm này, các đội lái này, thì cứ đưa nhóm đưa 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 kèo liên tục, và cứ mua hôm nay là ngày mai có lãi thôi, cứ mua hôm nay là ngày mai có lãi, không cần quan tâm. Và cái giai đoạn này gọi là cái giai đoạn thị trường uptrend, là thị trường uptrend, cứ mua là có tiền, khỏi cần suy nghĩ, không biết gì cũng có, cũng mua cũng có tiền. Thị trường cứ thi nhau FOMO và nhà đầu tư đẩy giá lên, là đây chính là cái thời điểm mà cá mập nó bắt đầu là nó xả hàng dần dần của mình đây. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì anh chị thấy cái chiêu trò nó xảy ra rất là nhiều. Thị trường chứng khoán Việt Nam là như vậy, chúng ta phải tỉnh đó. Khi mà giá lên cao trào rồi thì tin tức vẫn còn rất là tốt để mà cá mập nó xả hết hàng này và nó kết thúc một cái chu kỳ kiếm lời. Thì ở đây có một cái giai đoạn mà anh chị cần lưu ý khi mà anh chị muốn chơi với cá mập, đó là cái giai đoạn số 1 này. Giai đoạn số 1 này, đầu tiên là chúng ta phải dùng phân tích cơ bản, tất nhiên là phải như vậy rồi. Để làm gì? Để chúng ta biết là cái loại cổ phiếu đó, hoặc là Bitcoin đó, hoặc là cái mặt hàng ABC gì đó có khả năng tăng trưởng trong tương lai. Đầu tiên chúng ta phải phân tích được như vậy. Sau đó là nó rơi về cái vùng giá thấp rồi á. Nếu mà giá nó về cái vùng giá thấp và nó bắt đầu đi ngang kiểu sideways, thì đây chính là cái lúc mà chúng ta nhận ra rằng cá mập đang gom hàng. Có thể chúng ta gom theo hoặc có thể chúng ta chờ. Theo em thì chúng ta nên chờ. Thì nếu như mà ở cái giai đoạn giá thấp mà đi ngang này mà anh chị thấy mà tin tức xấu nó nhiều nữa, tin tức xấu rất là nhiều, và chúng ta lên những cái hội nhóm, những cái diễn đàn, những bạn đọc, thì chúng ta thấy là hầu như những nhà đầu tư đang rất là hoang mang. Mặc dù giá thấp rồi nhưng mà họ vẫn muốn bán ra, tại vì tin tức xấu rất là nhiều, nhà đầu tư rất là hoang mang. Thì ngay cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà cá mập rất là thích, có thể chúng ta mua thêm. Còn cái bước số 2 này, khi mà giá nó tăng lên một cái vùng cao rồi, tăng lên một cái vùng cao rồi mà anh chị thấy là tin tức rất là tốt, đó chính là mà ngoài cái tin tức tốt rồi mà anh chị đi vào những cái hội nhóm, những cái diễn đàn, anh chị lên Facebook anh chị xem rồi, thì anh chị thấy là những nhà đầu tư rất là lạc quan, ai cũng tin rằng giá sẽ tăng cao hết. Thì những cái người mà tin rằng giá tăng cao đó có thể là tay chân của cá mập,
nó đi vào, nó nói giá sẽ lên 20.000 30.000 đấy, không phải là nhà đầu tư đâu, đó chính là tay chân của các bạn. Và khi mà giá xuống cái vùng thấp rồi, ví dụ như Bitcoin mà về tầm là 3.000 mấy, mà anh chị thấy là có những cái người mà cứ nhau nhau là Bitcoin có thể về là 100, 200 đô vậy đó. Đó chính là tay chân của cá mập. Đó chính là tay chân của cá mập. Cá mập thì có nhiều tổ chức, chứ không phải là một tổ chức. Thì cá mập nó chiến đấu với nhau mà. Cho nên là thằng nào sai thì thằng nó thua. Nên là thỉnh thoảng anh chị vẫn thấy là có những cái quỹ đầu tư nó bị phá sản đó. Đúng không? Có những cái quỹ đầu tư nó vẫn bị phá sản như thường mà. Nó yếu hơn những quỹ khác. Thì tiền từ cái quỹ A này bị phá sản chuyển qua quỹ B, thì quỹ B nó sẽ giàu lên còn quỹ A bị phá sản. Thì em nói là đây là cái sân chơi mà dành cho những ông lớn, sân chơi dành cho những ông lớn. Cho nên là chúng ta ăn theo những ông lớn là chúng ta có tiền, tại vì tiền của người ta rất là nhiều, có hàng nghìn tỷ đó. Chúng ta lấy vài tỷ của người ta thì chả xin nhê gì đâu. Cá mập có khi nào là môi giới chứng khoán không? Mà môi giới chứng khoán chỉ là tay chân của cá mập mà thôi. Tại vì nó đã là cá mập rồi thì nó không có việc gì phải đi làm môi giới cả. Chúng ta phải biết như vậy. Nó là cá mập thì nó không có đi làm môi giới đâu. Nó không có đi gọi là, mà là tay chân của cá mập thì có. Ví dụ như những cái người như hồi nãy anh chị nó hỏi em là cái sàn GKFX. GKFX là có những cái chuyên gia tư vấn đầu tư. Những chuyên gia tư vấn đầu tư mang tiếng chuyên gia mà hỏi cái gì cũng không biết thì chuyên gia làm gì? Thêm nữa là theo em ấy, thì khi mà họ đã là một nhà đầu tư giỏi rồi thì không có việc gì mà họ phải ngồi đó họ làm chuyên gia tư vấn cả. Tư vấn thì cái nhiệm vụ của họ chỉ là đọc tin tức, sau đó là gửi tin tức cho khách hàng. Mà nếu là một nhà đầu tư giỏi thì đâu cần phải làm. Những nhà môi giới, những người IB broker, IB Introducing Broker, môi giới sàn giao dịch, họ đã làm trader giỏi thì không cần phải phải môi giới. Hiện tại có rất là nhiều những cái channel YouTube của em à. Hồi xưa lúc em xây dựng lên thì chủ yếu là em phục vụ cho những trader gọi là có thêm kiến thức thôi. Ai coi được thì coi. Tuy nhiên nó phát triển quá nhanh, phát triển nhanh đến mức mà thậm chí em cũng bất ngờ luôn. Như hiện tại thì 30.000 subscribe và hầu như là những sàn giao dịch thì liên hệ với em thì nhờ em là quảng cáo sàn giùm người ta, nhưng em từ chối hết. Đôi khi sàn nó có cái phốt gì đó là mình cũng bị ảnh hưởng theo. Thôi, không cần quảng cáo. Em cũng không có làm môi giới cho sàn nữa. Không cần thiết. Tiền nó trả bao nhiêu. Nếu như cá mập sai thì khi thị trường đang ở bước 1, đầu tư theo cá mập cũng chỉ tăng phần trăm xác suất thắng liền. Không gì là tuyệt đối. Đúng là thì ở cái bước 1 này, ở cái bước 1 này nữa, chúng ta nhận ra cá mập gom hàng thôi. Tuy nhiên là chúng ta từ từ rồi mua, từ từ rồi mua. Và chúng ta mua ở cái giai đoạn này, này. Bước bước 1 của cái thằng 2 này. Bước 1 của cái thằng 2 là chúng ta mua là đẹp. Anh Ngô Hữu Khanh hỏi là thường từ bước 1 đến bước 2 thì mất khoảng bao lâu? Từ đây tới đây hả? Từ đây tới đây, bước mà bước chiến lược hay bước chi tiết này? Từ mua tới bán hả? Chúng ta biết đó, ở cái giai đoạn 1 này là cá mập nó cố gắng nó gom hàng. Thì cái gom hàng ở đây là giá nó sẽ đi trong cái vùng gọi là vùng sideways. Thì vùng sideways mà để những cái tổ chức tài chính lớn mà nó gom hàng thì thường là
rơi vào ít nhất á, mà em thấy á, là tầm 1 tháng, ít nhất là 1 tháng, còn trung bình nó là từ 3 tháng tới 6 tháng, còn nhiều hơn là 1-2 năm. Nhiều hơn là 1-2 năm, đó là như vậy ha. Ví dụ như cái biểu đồ Bitcoin như thế này, thì chúng ta cần lưu ý những cái giai đoạn mà cá mập nó gom hàng chính là cái giai đoạn đó. Em nhớ này này, em nói không, đầu tiên á, anh chị mấy cái này anh chị ghi vào, một á, là cái vùng giá phải thấp rồi, cái vùng giá phải thấp và ở những cái vùng hỗ trợ tốt của thị trường, và thứ hai á, là thị trường đi sideways, thứ hai là thị trường đi sideways vùng ngang. Như ví dụ như từ vùng này tới vùng này là mất khoảng là từ đây là mất khoảng là 103 ngày, 3 tháng mấy, 3 tháng rưỡi sideways. Thứ hai là, thứ ba là volume nhỏ giọt đó. Và chúng ta tốt nhất á, thì chúng ta nên mua ở cái giai đoạn này, cái giai đoạn số 1 thì cá mập nó đẩy giá lên một cái mức vừa phải, đồng thời đưa rất là nhiều tin tức tốt đến thị trường. Thì anh chị mà để ý á, anh chị mà để ý á, thì sau một cái giai đoạn mà thị trường đi sideways thì nó sẽ giật lên một phát, nó sẽ giật lên một phát bằng nến Marujo và nó đóng cửa vài phiên sau đó. Đó chính là cái giai đoạn mà anh chị nên mua đó. Tại vì sao? Tại vì giả sử như chúng ta biết được ha, giả sử như ta biết được cá mập nó gom hàng ở đây, chúng ta biết luôn. Tại vì cái giai đoạn này này, một á, anh chị nhớ nha, một là giai đoạn là giá đã ở giá thấp rồi, ở những cái vùng hỗ trợ tốt rồi, đây là vùng hỗ trợ. Đây, vùng hỗ trợ tốt là một ha. Hai là gì? Đi sideways. Thứ ba là gì? Thứ ba là những tin tức rất xấu. Anh chị cứ để ý cái những cái công ty cổ phiếu đi, công ty cổ phiếu ở Việt Nam ấy. Vùng tốt rồi, thứ hai là sideways, và thứ ba là những tin tức rất là xấu, cho người ta sợ người ta bán ra mà, cho cái mập nó không bán. Mà nếu như chúng ta mua ở đó thì thường chúng ta sẽ bị ngâm vốn rất là nhiều, chúng ta sẽ bị ngâm vốn, khả năng ngâm vốn là cao, cho nên là chúng ta sẽ mua ở gần đây nè. Khi mà tin tức tốt vừa đưa ra là cái mập nó đẩy lên một phát, đẩy giá lên một phát. Thì mà để ý kỹ á, thì anh chị sẽ thấy cái cây nến này, sau một cái giai đoạn mà sideways á, thì thường có một cái cây nến Marujo nó giật rất là mạnh lên như thế này, và nó đóng cửa vài phiên sau đó. Đó, đây đây là cái lúc mà anh chị nên mua này. Thì anh chị đỡ mất cái thời gian gì chờ. Ví dụ như chúng ta mua ở đây thì thị trường đi sideways, chúng ta mất là mấy tháng chúng ta chờ đó, rất là lâu. Chúng ta ngâm vốn rất là lâu. Ngâm vốn rất là lâu. Và cái tiền vốn mà chúng ta đem gửi ngân hàng thì lãi hơn nhiều rồi. Còn khi mà giá nó giật lên như thế này, đây này, thì đó chính là những cái lúc mà chúng ta nên là để ý chúng ta mua đó. Thị trường nào cũng vậy, thị trường chứng khoán cũng như vậy, thị trường chứng khoán cũng như vậy. Ví dụ như này, ở những cái vùng mà giá thấp á, ở những cái vùng giá thấp á, anh chị còn thấy là đây này, cái vùng ví dụ như gom hàng như thế này đúng không, gom đi ngang ngang như thế này rất là lâu không? Cái này chắc cũng phải tầm 2-3 tháng, 89 ngày 3 tháng hả? Thì sau cái vùng đó mà anh chị thấy là có một cái cây nến màu xanh nó giật lên phát như thế này này, và những cái phiên sau đóng cửa như này, thì anh chị nên mua ở cái giai đoạn này này. Tại vì trước đó là một cái vùng gọi là cái vùng sideways như thế này đó. Và giật lên như thế này thì đây chính là những cái lúc mà chúng ta nên mua này, mà nó như vậy. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không bị chôn vốn ở đây rồi. Thêm nữa là những cái công ty đó phải có sức bật trong tương lai nha anh chị. Tại vì có những cái cổ phiếu rác á, giá nó cũng đi thấp 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 như này, nhưng mà nó không có giật lên đâu,
mà nó đi xuống như này này ha. Đó, cái này chúng ta mua đây là không xong rồi không? À, chúng ta phải xác định là cái cá mập nó cũng biết thằng nào là tiềm năng tương lai. Forex thì cá mập nó không gom hàng được, như em nói ngay từ nãy thôi. Tại vì cá mập nó phải không không thể mà gom tới mức khan hiếm được. Cá mập nó chỉ thích những cái thị trường mà chi phối được giá thôi. Cá mập bên thị trường Forex thì cá mập nó sẽ chay, cá mập nó sẽ chay, và chúng ta cũng biết được nó chay như thế nào mà chúng ta theo. Tí qua phần tí nữa em sẽ nói, tí nữa em sẽ nói. Rồi cái chỗ này là anh chị nắm được chưa? Nhất là cái giai đoạn này, cái giai đoạn này rất là nguy hiểm này nhá, tức là giá nó cứ tăng liên tục, giá nó cứ tăng liên tục mà mình mà không biết, mình bê vào mình mua, mình FOMO thị trường rất là nguy hiểm mà. Cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu tiềm năng thì chúng ta phải đọc về cái công ty đó, chúng ta phải đọc về cái công ty đó. Ví dụ như cái công ty đó họ họ làm về cái mảng gọi là mảng xây dựng đi, xây dựng thì đầu tiên là anh chị phải coi là cái nhóm ngành xây dựng, cái nhóm ngành xây dựng trong vài năm tới nó có khả năng tăng trưởng hay không. Hả? Đang sideways mà có nến bán xuống thì sao, thì mình phải bán nha. Đang sideways mà thấy có nến bán xuống thì mình phải bán, anh chị không không được, không được ôm nhé, thì cắt lỗ bán ra. Thì nếu như mà cái lúc mà có dấu hiệu nến bán xuống khi mà đang sideways, là thứ nhất là cộng thêm là tín hiệu phân tích kỹ thuật là cho thấy rằng giá sẽ giảm mạnh, thì lúc đó anh chị nên bán. Ví dụ như Bitcoin nè, đây là biểu đồ Bitcoin, đây là sideways, đây là sideways. Mà nhưng mà bọn nhìn chúng ta thấy là có một cây nến nó giật xuống như thế này chứ không phải là giật lên, thì lúc đó chúng ta nên bán ra như thế này. Những cây nến phía sau rất là quan trọng, ba cây nến phía sau này, đây là price action nhé anh chị, những cái anh nói là price action hết á, ha. Này đang sideways này, giá giật xuống này, thể hiện một cái lực bán mạnh ha, và thêm nữa giá đóng cửa liên tục ở phía sau, xác nhận rằng cái mức giá giảm này là cái mức giá rất là mạnh ha, không phải là giảm ảo đâu. Tại vì giảm ảo á, nó giảm xuống một cái xong nó tăng lên lại liền, đó là giảm ảo. Còn giảm xuống mà nó giữ cái vị trí này lâu như vậy á, thì là giảm thiệt. Được chưa? Còn bên đây này tăng này ha, nhưng mà nó giữ cái vị trí này lâu như vậy á, thì đây là tăng thiệt chứ không phải tăng ảo nhá. Đây là tăng thiệt. Còn giả sử như chúng ta không mua được ở đây mà chúng ta thấy nó tăng lên như thế này rồi, vậy ở đây là 4.000 mấy, 5.000 này, 5.000 này. Hồi nãy dưới đây là 3.900 thì tôi cho 4.000 đi. Và tăng lên 5.000 mà nó giữ giá 5.000 như thế này. Mà chúng ta có cái suy nghĩ là chúng ta chờ cho nó xuống 4.000 để chúng ta mua thì không bao giờ đó nha anh chị. Là không bao giờ, tại vì chúng ta sẽ chờ không bao giờ nó về đâu á. Tại vì nó đã giữ giá rất là tốt như thế này rồi. Và đừng, và thêm nữa là đừng có cái suy nghĩ rằng á, đừng có thêm cái suy nghĩ rằng á, ui bữa trước là 4.000 mình không mua thì giờ 5.000 mình mua làm gì, 4.000 mình không mua thì 5.000 mình mua làm gì, cao như vậy rồi mua làm gì. Nếu như mà anh chị suy nghĩ như vậy thì anh chị sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Tại vì rất là nhiều người suy nghĩ như vậy, 4.000 bữa trước là phải cách đây mấy ngày, 4.000 không mua, giờ 5.000 cao quá mua làm gì. Nếu như nghĩ như vậy thì sẽ không bao giờ mua được giá đâu, thì sẽ không bao giờ, thì sẽ chúng ta sẽ bỏ rất là nhiều cơ hội. 5.000 chúng ta không dám mua, nó tăng lên 6.000 ha, 7 ha, rồi nó cứ tăng hoài như vậy đó. Tại vì bây giờ là vốn hóa bây giờ nó đang nằm trong tay cá mập hết rồi, cá mập nó không bán thì không bao giờ giá về được cá. Chúng ta phải lưu ý một điều hết sức lưu ý.
Đây chính là tâm lý, tâm lý sợ không dám mua. Rồi khi mà giá nó tăng cao lên tới đây thì lại mua. Thì rất là nhiều người trong thời gian vừa qua nhắn hỏi em là có mua bit trong cái giai đoạn này được không. Bit là đúng người đó, nhưng mà đúng thời điểm thì thời điểm này chưa phải là lúc để mua. Ví dụ như cái bài phân tích là em có phân tích, em quăng lên trên, em quăng lên trên Facebook đó. Em có quăng lên trên Facebook đây đây, đây. Đây, cái bài này em quăng lên trên Facebook này. Thì do mọi người hỏi em nhiều quá ha. Cái lúc đó Bitcoin lên tới 30 ngàn. Mà họ hỏi là bây giờ có nên mua hay không? Lỡ nó tăng lên 20 ngàn thì sao? Lỡ nó tăng lên 20 ngàn là mình bỏ lỡ cơ hội thì sao? Và lúc đó em bảo là không nên mua. Bây giờ Bitcoin cao quá. Chúng ta sẽ chờ nó giảm. Và đây là cái lúc mà em phân tích này thì lúc đó Bitcoin là tầm là 11.600 này. Sau đó bữa trước nó giảm về 9.000 mấy, 9.000, sau đó nó lại lên như và hiện tại thì em đang vô cho cái quá trình là giảm giá hơn là tăng. Nên anh chị là mà muốn đầu tư Bitcoin thì cứ từ từ nhé, từ từ. Chúng ta sẽ học xong 10 buổi hôm nay thì anh chị sẽ tự nhiên anh chị biết sẽ làm gì thôi, thậm chí anh chị khỏi cần hỏi em luôn. Tại vì cái em cần ở đây là em muốn anh chị là tự đầu tư với những cái kiến thức của mình, với những khả năng của mình, chứ không phụ thuộc vào ai cả, không phụ thuộc vào hội nhóm nào cả, không phụ thuộc vào một người nào cả. Mình có chính kiến riêng, mình có khả năng phân tích riêng, và nếu mà mình phân tích sai thì mình sẽ sửa thôi, đừng có sợ. Phân tích sai thì sửa nếu mà biết mình sai ở đâu, còn nếu mà biết mà sai mà không biết mình sai ở đâu nữa thì liên hệ với em ngay, tại vì em đã trải qua rất là nhiều cái sai rồi. Nên giờ anh chị sai cái em biết anh chị sai đâu rồi nè. Thì từ từ như vậy mình mới giỏi được, mình mới tiến bộ được. Rồi hiện tại này anh chị thấy mà biểu đồ ngày của Bitcoin, mọi người hỏi là liệu nó có thể tăng trưởng lên 20.000 hay không. Thì ở đây là anh chị thấy là trong cái vùng trang nhỏ của chúng ta ở đây này. Đó, hai cái đỉnh này nè, một đỉnh này, hai đỉnh này, nó nối lại thành một cái đường gọi là đường downtrend giảm như thế này, downtrend xuống. Thì bây giờ giá nó tăng lên chạm cái này, cái đang đi xuống luôn này. Vậy vậy thì có thể xem như là mô hình ba đỉnh. Mô hình ba đỉnh cũng là reaction nhé anh chị. Reaction là anh chị đừng có nghĩ reaction là cái gì ghê gớm, mà những cái bình thường này chính là reaction này, tức là những cái gọi là những cái là hành động giá của thị trường. Hành động giá của thị trường trong trường hợp này là gì? Trường hợp đầu tiên chúng ta thấy này, giá tăng lên rất là mạnh, tăng rất là mạnh, mình tạo một cái đỉnh ở đây và xuống này. Lần thứ hai tăng lên cũng rất là mạnh và tạo cái đỉnh ở đây. Đó. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đó là thấy là không ok rồi đó. Có nghĩa là lực mua đã yếu rồi, và xuống là thứ ba tăng lên và tạo thành cái đỉnh thứ ba còn thấp hơn cả hai cái đỉnh, tạo thành một cái đường xéo như này. Lực mua là rất là yếu rồi. Và nếu như bây giờ mà giá nó giảm thấp hơn cái này thì nó sẽ giảm xuống rất là mạnh, mà cái vùng tiếp theo chính là vùng. Nó đơn giản vậy. Mà bây giờ nếu như mà tới sáng mai, 7 giờ sáng mai giá Bit đóng cửa, nếu như mà nó giữ cái mức này thì nó sẽ đi giảm xuống tiếp, nó sẽ giảm xuống tiếp. Mà cái vùng đầu tiên nó giảm xuống chính là cái thằng này. Mình sẽ coi giá nó phản ứng như thế nào đây. Và sau đó là cái vùng này. Đây. Qua được hai thằng này thì mới tính tiếp ha. Chứ còn cái xu hướng lớn của thị trường đó, bây giờ đang vẫn là tăng. Cái xu hướng lớn nó đang vẫn là như này nè. Đó. Cho nên là mọi sự giảm giá chỉ là tạm thời mà thôi. Không 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 tay bán, không tùy bán. Vì qua những cái bài sau anh chị tạm ngưng mua bán trong cái giai đoạn này ha, chúng ta trễ vài ngày là sao đâu. Em nói rồi, anh chị đã nạp rất là nhiều học phí cho thị trường này đúng không? Thì chúng ta càng tạm ngưng vài ngày thì chả sao cả. Anh chị
Anh hỏi nhé, nếu mà anh chị tính là một cái tiền mà anh chị bị lỗ cho thị trường đó, chính là học phí, thì anh chị đã nợ học phí bao nhiêu rồi? Anh thử chat lên thử coi. Chat lên 10k, 15k, 2k, ngàn, 1.500, nhiều quá nhỉ, 7k rồi, ok. Nói chung là chúng ta đã lỗ rất là nhiều rồi. Thậm chí những cái người mà đi học những cái thầy khác, như vừa em nói đó, những cái người mà đi học những cái thầy khác này nọ đó, đã học tốn rất là nhiều tiền nhưng mà chơi vẫn bị lỗ, và cuối cùng quay tới tìm em. Quay tìm em thì bây giờ đã rất là thành công rồi, không phải một người mà rất là nhiều người, hầu như em nhận được lời cảm ơn rất là nhiều. Và anh chị lưu ý đó, đó là anh chị lưu ý đó là những cái kiến thức mà anh chị học được ở đây không phải giá là 7 triệu đâu nhé, anh chị nhớ như vậy ha. Nên chúng ta hãy tôn trọng những kiến thức này, và thêm nữa là chúng ta hãy áp dụng nó, chỉ cần áp dụng chuẩn thôi. Anh chị cứ cứ áp dụng theo những cách mà em nói, anh chị có thể là thử nghiệm lại làm khác đi để chúng ta trải nghiệm thôi, nhưng mà cuối cùng chúng ta hãy quay về những cái kiến thức này, tại vì đó là những kiến thức mà rất là chuẩn. Em đã đúc kết được rất là nhiều rồi, và em đã đi học rất là nhiều rồi, và em đã mất rất là nhiều rồi ha. Em đã mất rất là nhiều tiền rồi, mấy cái tiền mà anh chị nói là giờ là so với em vẫn còn ít đó. Em nói thật, em đã mất rất là nhiều tiền và thời gian, và thêm nữa em đi học từ những ông thầy trên toàn thế giới này thì em mới có những cái kiến thức này, và anh chị chỉ cần áp dụng theo thôi. Còn nếu như mà anh chị làm sai đi thì hãy xem cái việc làm sai đó chính là trải nghiệm thôi, chứ chúng ta hãy tức là không cố ý để làm sai. Chúng ta làm sai để chúng ta trải nghiệm thì được, chứ đừng có làm sai theo mà để mà kiếm tiền ấy. Tại vì chúng ta làm sai theo để kiếm tiền rất là nguy hiểm. Những cái kiến thức và những cái cách mà anh chị đã lỗ trong tương lai ấy, nó đã khiến anh chị lỗ trong tương lai ấy, thì đó chính là cái con đường mà chúng ta, con đường nó sai rồi, chúng ta đừng có đi theo cái vết xe đổ đó nữa, tại vì nó sai rồi, chúng ta hãy làm lại và chúng ta đi theo cái con đường nó đúng, không cần phải sáng chế những cái gì mới đó, tại vì những cái này là đúng rồi. Cứ nghĩ đi, cứ tạm thời nghỉ ngơi, hạn chế đầu tư, thị trường nó còn chờ đó. Chúng ta cứ vội vội vàng vàng, cứ muốn lúc nào cũng muốn nhanh, này cuối cùng nhanh thành chậm đó. Anh chị nhanh nó thành chậm chưa, ham ham cái nhanh mà muốn nhanh như cuối cùng nó thành chậm, nó là như vậy đó. Còn cái việc mà tại sao lại lại không bán ở đây này, mặc dù chúng ta thấy là giá giảm rất là rõ như này, giá giảm rất là rõ như này, giá giảm rất là rõ, nhưng mà ở cái trình độ của chúng ta, mà ở trình độ của anh chị hiện tại thì từ từ rồi bán cái, tại vì cái xu hướng lớn của chúng ta đây là cái xu hướng lớn này này. Đó. Cái xu hướng lớn vẫn là cái thằng này, cho nên là nếu như mà chúng ta bán ở đây thì chúng ta đang đi ngược xu hướng, đang đi ngược xu hướng lớn là một, xu hướng nhỏ là hai, mà đi ngược xu hướng là cái điều gì đó mà em không khuyến khích khi mà trình độ chúng ta còn thấp. Vẫn nhiều người đầu tư ngược xu hướng và kiếm được nhiều tiền, nhưng mà cái trình độ của họ cao. Sau này anh chị vẫn có thể đầu tư mua bán ngược xu hướng được, tuy nhiên là ở cái giai đoạn hiện tại thì em nghĩ là anh chị nên đi thuận với xu hướng. Chừng nào anh chị đầu tư thuận với xu hướng thành công rồi thì chúng ta sẽ thích đầu tư kiểu gì đó, đầu tư ngang dọc gì đó cũng được, tại vì lúc đó chúng ta là hiểu rất là rõ đấy. Đó. Còn tại sao là em lại nói là không đi ngược xu hướng, thì qua những buổi hôm sau thì anh chị sẽ biết được tại sao cái việc đi ngược xu hướng nó là nguy hiểm như vậy, và cái khả năng lỗ nó cao hơn rất là nhiều so với là chúng ta đi thuận xu hướng. Và qua cái bài sau thì chúng ta sẽ học về lý thuyết đao, lý thuyết sóng đó, và những cái phương pháp là chúng ta sẽ biết này, cái tác hại của việc đi giảm xu hướng này. Còn cái thị trường này thì tiền rất là nhiều, thị trường này thì tiền rất là nhiều, cho nên là đôi khi là chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta kiếm được vài nghìn đô trong một ngày
thậm chí là 50.000 đô trong một vài ngày thôi. Nên là cái điều đó làm cho chúng ta là gọi là lòng tham nó nổi lên mà chúng ta mất kiểm soát, dẫn đến chúng ta thua lỗ toàn bộ cái số tiền mà chúng ta vừa kiếm được. Đó đó chính là tâm lý. Và những cái đó thì qua buổi sau em sẽ nói rõ hơn cách mà chúng ta khắc phục. Chứ còn cái thị trường này thì kiếm tiền rất là nhiều, một tháng thì chỉ kiếm là vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ là rất là bình thường. Thì em thì hiện tại thì cũng kiếm được rất là ít tiền. Tuy nhiên là những cái người mà em biết, những sinh viên của em, những người thầy mà em theo em học này nọ, nói chung là những người mà đi trước mà hướng dẫn cho em thì em thấy họ kiếm được rất là nhiều tiền. Em thì kiếm được rất là ít tiền đó nha, em chị đừng có nghĩ em kiếm được nhiều tiền nha, em mà kiếm ít lắm, đủ ăn thôi. Rồi về cái việc mà trade, các trade của cá mập á, thì tí tí nữa em nói ha, tí nữa em nói. Cái thị trường này phần lớn là chắc là do cái tâm lý tác động nhiều á. Qua những bài sau thì em sẽ nói về tâm lý cho anh chị xem. Tâm lý rất là nguy hiểm. Hình lớn người ta thua lỗ là do tâm lý. Thì theo anh chị thì nếu mà nhắm mắt đầu tư thì khả năng thành công là bao nhiêu? Nhắm mắt đầu tư luôn. Nếu im bay vào đây mua bán ấy, thì khả năng thành công là bao nhiêu anh chị? Vậy là 50-50 đúng không? Đúng rồi, là 50-50. Có thể nó tăng mà có thể nó giảm. Nhưng mà tại vì sao người ta lại thua nhiều hơn anh? Cuối cùng là chỉ có là 10% là thắng thôi, còn lại 90% thua. Đó chính là do tâm lý đó. Đó chính là do tâm lý. Ăn thì không có chốt, có lãi thì không chịu chốt, muốn ham hơn nữa, muốn hơn hơn nữa, nhưng mà lỗ thì bắt buộc phải cắt ra rồi, nên cuối cùng là từ lãi thành lỗ, rồi cuối cùng tổng tổng lại nó thành lỗ. Đó chính là tâm lý. Nên là những nhà mà phân tích thì họ bảo là cái việc mua và bán thực ra là nó rất là bình thường, cái quan trọng ở đây là tâm lý giao dịch. Và em cũng sẽ nói cho anh chị cái cách mà chúng ta kiểm soát tâm lý như nào luôn qua những bài sau. Anh chị cứ theo như vậy là được, không không cần làm sai đi đâu. Về sau thì anh chị sẽ lãi rất là nhiều, cũng có những anh chị sẽ lỗ rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta lỗ thì nó hiểu biết mình lỗ vì sao, nhóm mình sẽ up lại lên khoe đấy mà. Rồi cái phần này là ok rồi nha anh chị, cái phần này là ok đấy. Những cái ví dụ về mà bẫy và cá mập này ha, trên thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường Bitcoin, thì ba cái thị trường chứng khoán, bất động sản, Bitcoin thì em thấy cá mập nó hình thành rất là rõ, rất là rõ. Anh chị nào có đi mua bất động sản thì anh chị sẽ biết đó. Như cá mập nó có thể là ví dụ như cái đợt đầu đầu năm 2018 vừa qua, đầu năm 2018 là cách đây là hơn một năm rồi. Đó, tầm là một năm mấy tháng, thì lúc đó là bên chính phủ mình là có đưa ra một cái tin, chính phủ mình có đưa ra một cái tin đó là thành phố sẽ dời ra vùng ven, xây dựng những cơ sở hạ tầng, những khu đô thị mới ở vùng ven đó, để mở rộng thành phố. Đó là một tin. Tin thứ hai là gì? Tin thứ hai đó là ngân hàng mà bị phá sản thì mình gửi tiền trong ngân hàng bao nhiêu đó, trên 100 triệu thì 100 triệu hay 1 tỷ hay là 10 tỷ hay là 100 tỷ gì đó, thì nếu như mà ngân hàng phá sản thì ngân hàng sẽ bồi thường như chúng ta là 75 triệu đó. Nghe nghe rất là sốc đúng không? Anh chị gửi 100 tỷ mà ngân hàng nó bị phá sản mà nó bồi thường cho anh chị 75 triệu thì anh chị nghĩ sao? Anh chị có gửi tiền ngân hàng được không? Đó, cho nên là những cái tin tức như thế làm cho người ta rút tiền thì người ta đi mua bất động sản. Và thêm nữa là cái bất động sản ở vùng ven của thành phố là cái bất động sản nó gọi là nhà nước họ kêu giờ như vậy, nên là tiềm năng nó có, cho nên là người ta đổ xô nhau đi ra vùng ven mua đất. Tuy nhiên là chúng ta là người đến sau, chúng ta mãi mãi là người đến sau, thì cá mập nó đã gom hàng trước rồi đó. Nó đã gom hàng trước rồi, chính phủ thì cá mập không có mà đó, chủ tịch xã, chủ tịch quận này, rồi chủ ủy ban thành phố này nọ, bên đo đạc đất đai này nọ đó, công chứng này nọ đó, thì những người đó họ đã biết trước hết rồi, họ đã mua bất động sản từ rất là lâu rồi, từ khi nó còn giá rất là rẻ, gọi là gom hàng, sau đó là lợi dụng những tin tức tốt để đẩy giá lên thôi. Đó.
và những cái bọn cò lái thì là tay chân của tụi nó cả. Khi mình qua mình đi mua, em đi qua em mua thì em thấy là giá rất là ảo rồi. Tuy nhiên là tụi cò lái nó còn bảo là giá này là rẻ rồi đó, giá này là rẻ rồi, không có đất mà mua đâu đó. Cái miệng nó nói gì kệ đấy, mình có chính kiến riêng của mình. Mình thấy bong bóng quá là mình không mua được. Bong bóng có nghĩa gì? Bong bóng có nghĩa là giá nó cao quá so với thực tế. Nó cao đến mức mà có những cái lô đất mà nó còn cao hơn đất trong nội thành đó, thì có phải là ảo không? Cơ sở hạ tầng chưa có, đường xá thì còn chưa có gì. Cơ sở hạ tầng như ví dụ như là siêu thị nè, rồi rạp chiếu phim, rồi trường học, bệnh viện thì chả có cái gì. Mà giá đất thì nó lại cao ngang trong nội thành thì có nghĩa là bong bóng rồi, nên chúng ta không có mua. Tại vì chúng ta hiểu rất là rõ, và đó chính là chiêu trò của cá mập, đẩy giá lên cao để bán. Chúng ta biết như vậy thì chúng ta né ra. Đó nên là cái bài về cái ví dụ mà về cái bài mà bán cam lúc này, mặc dù anh chị nhìn nó sơ sài đơn giản như thế, tuy nhiên là đúng trong mọi thị trường tài chính. Kể cả như là anh chị có nói, tụi thương lái Trung Quốc qua Việt Nam cũng chơi cái chiêu đó. Cho nên là chúng ta hết sức lưu ý, hết sức lưu ý. À, Bitcoin cũng như vậy. Cái vùng giá thấp thấp như này, ngay cái vùng này, ngay cái vùng giá giảm này, anh chị cứ lật báo, anh chị đọc đi, cuối tháng 11 này, năm 2018, tin tức rất là xấu về Bitcoin. Những hội nhóm, những diễn đàn, thậm chí những cái chủ của các sàn giao dịch, chủ của những ông sàn giao dịch, thì ông báo là Bitcoin có khả năng giảm về 1.000 đô, Bitcoin có thể là về 500 đô, 1.500. Tin rất là xấu, Bitcoin có thể về không nữa. Hù cho người ta sợ, người ta bán hết rồi. Đó, đó chính là chiêu của các bạn. Còn cái vùng mà giá cao lên này, cái vùng cao lên này, sau khi nó gom hàng ở đây này, cái vùng cao lên này thì đã tin tốt rất là nhiều. Bitcoin có thể lên 100.000 đô. Gần hơn thì Bitcoin có thể lên 30.000 đô. Và công nghệ blockchain là công nghệ trong tương lai gì đó. Tin tốt rất là nhiều. Người ta tập trung vào đây, người ta mua thì cá mập nó bán thôi. Thì thuận theo lý thuyết cung cầu thôi mà. Ai mua thì nó bán, ai bán thì nó mua. Đây này, ai mua thì nó bán này. Còn dưới đây giá thấp rồi thì ai bán thì nó mua. Nó rất đơn giản. Thì ok, tí nữa anh để lại email trong group chat ấy. Tí nữa em group chat ở bên ngoài Facebook ấy, đừng có để những cái nhắn này đi. Tí nữa em gửi video. Sáng mai em gửi video. Đó, cứ thuận theo lý thuyết cung cầu lên gì. Chứng khoán cũng như vậy ha. Đó, thị trường chứng khoán cũng như vậy. Chả có gì mới đâu. Rồi bên thị trường Forex thì cá mập cũng có nhưng mà hiếm ha. Tức là cá mập nó sẽ gom hàng ở những cái đồng tiền tệ của những cái đất nước, những đất nước nhỏ, những đất nước mà có thể gom hàng được. Chứ còn đồng đô la, đồng yên thì khó lắm, khó mà chi phối thị trường. Nó sẽ thuận theo thôi bằng cách nó trade. Rồi về thị trường Bitcoin thì có cái 7 này, 7 vòng xoay Bitcoin, Ancon và USDT. Thì anh chị hết sức lưu ý. Đó là cái 7 này là cái 7 mà làm cho bao nhiêu trader là chết ở đây đấy ha. Tại vì muốn mua bán Ancon để lấy USDT thì anh chị nào chưa đầu tư Bitcoin thì nên tìm hiểu ha. Bitcoin, Ancon và USDT là gì ha. Bitcoin là đây là anh chị. Bitcoin này ha. Ancon là tất cả những thằng còn lại, trừ thằng Bitcoin ra. Còn USDT á, là cái thằng này này ha. Cái thằng này, nó là giá trị của nó là tương đương với 1 đô la, 0.99. Nó chính là đô la mà ứng dụng công nghệ blockchain. Cứ hiểu như vậy đi. Giá trị của nó là 1 đô, nên đầu tư chúng ta sẽ không mua thằng này mà đầu tư. Tại vì á, để 10 năm sau thì giá của nó cũng 1 đô thôi, không tăng không giảm. Chúng ta mua này cho khỏi bị mất giá, ví dụ tiền Việt bị mất giá đi, mà chúng ta mua cái thằng này thì được ha, thì được. Tại vì 10 năm sau thì đồng đô la nó sẽ là ổn định hơn đồng tiền Việt. Ý là như vậy thì cũng có thể. Tiền Việt anh chị cứ để im là mất giá. Nên là rất là nguy hiểm. Rồi những cái bài sau thì em sẽ nói với anh chị rất là rõ hơn, anh chị cứ yên tâm.
cách quản trị vốn như thế nào, phân bổ nguồn vốn như thế nào. Rồi thêm nữa là khi mà chúng ta mua Ancon thì để lấy USDT, để USDT thì phải thông qua Bitcoin thôi. Tức là chúng ta muốn mua thằng này hay muốn bán thằng này thì phải thông qua Bitcoin cả, nhất là những thằng nhỏ, tại vì nó không thể mua thằng này trực tiếp bằng đô la được. Thì bữa nay thì nó hỗ trợ nhiều rồi, chứ cái thời trước thì khác ha. Thời trước thì khác, cho nên là người ta sẽ luôn luôn mất một cái khoản phí để chuyển đổi và nhầm lẫn giữa lãi và lỗ. Nhầm lẫn giữa lãi và lỗ này thì liên quan nhiều đến cái biểu đồ, tới cái biểu đồ đó là biểu đồ là Ancon trên trên BTC và BTC là trên USD. Cho nên mặc dù chúng ta thấy là cái biểu đồ của Ancon là nó tăng, nhưng mà xét về đô la thì nó lại giảm. Tại vì Bitcoin đang giảm. Thì em nói cái này chắc anh chị nào đầu tư Bitcoin thì mới hiểu được. Còn anh chị nào mà chưa đầu tư Bitcoin thì từ từ anh chị tìm hiểu sau nhé. Rồi để mà tránh được cái vòng xoay này thì như thế nào? Tại vì hầu như trader đều lỗ vì cái vòng này. Chúng ta không biết chúng ta lại lỗi như thế nào nữa. Mặc dù chúng ta thấy cái biểu đồ Ancon nó tăng, nhưng mà chúng ta thấy tài khoản đô la chúng ta không có tăng. Tại vì lúc đó Bitcoin đang giảm. Nó là như vậy. Rồi, vậy thì cách mà khắc chế cái bẫy này thì như thế nào? Đầu tiên là anh chị chỉ nên trade để lấy BTC hoặc trade để lấy đô la thôi. Còn chúng ta muốn cả hai thì chúng ta sẽ dính chuyển cá mập á. Còn khi mà trade Ancon á, thì anh chị nhìn cái biểu đồ là Ancon trên đô la, để chúng ta biết là cái giá của cái thằng này này trên đô la thì nó sẽ như thế nào. Chứ chúng ta không cần quan tâm là cái giá của nó trên BTC, anh chị hiểu không? Tại vì chúng ta cứ nhìn cái giá của thằng này trên BTC thì chúng ta sẽ bị dính chữa cá mập đó. Nên sau này anh chị chơi á, anh chị cứ bật cái biểu đồ của Ancon này trên đô la là chắc ăn nhất. Chúng ta sẽ biết rõ là chúng ta lãi hay lỗ, tại vì chúng ta đang bắt chước cá mập. Chúng ta chỉ quan tâm đô la thôi. Anh chị hãy nhớ rằng cá mập là cái thằng mà nó chỉ quan tâm tới đô la thôi, còn lại nó không quan tâm cái gì cả. Anh chị nhớ cho em một điều như vậy thôi nhé. Cá mập nó chỉ quan tâm tới đô la thôi. Đây này, Bitcoin, Ethereum này, đây chỉ là cam thôi ha. Đây là cam quýt thôi. Nó cũng không cần biết công nghệ blockchain là cái gì cả. Nó chỉ cần biết là nó mua, sau một thời gian đó, giá tăng nó bán là có lại thôi. Nó không cần quan tâm đâu. Đây là cam quýt tất cả tư nhân chị. Cổ phiếu cũng như thế. Cổ phiếu Việt Nam hay cổ phiếu nước ngoài gì cũng như thế cả. Chứng khoán này, cổ phiếu FPT này, cổ phiếu Hoa Sen Group Hòa Phát gì thế này. Tất cả những cái này là cam quýt hết. Chúng ta nhớ như vậy nhé. Chúng ta bắt chước cả mà chỉ có đô la thôi. Thêm nữa là cái vòng xoay nó nguy hiểm ở chỗ là bên cái bài toán bán cam của chúng ta là Bitcoin là cam, đô la là tiền, thì nó đơn giản là mua cam để bán lấy tiền thôi. Nhưng mà ở trong cái thị trường này nó có thêm cái Ancon này nữa, quýt nữa, ngoài cam còn có quýt nữa, cho nên là nó khiến trader rất là phức tạp đó. Nên là chúng ta không hiểu là chúng ta sẽ bị lỗ đó. Nên là ai mua Ancon, ai chơi Ancon thường là bị lỗ. Ai chơi Ancon thường là bị lỗ, bao lỗ luôn. Và cái tiền của mình là cuối cùng nó chạy hết về túi cá mập. Anh chị có để ý là nếu như mà anh chị mua Bitcoin, anh chị để ý như vậy thì bây giờ chúng ta đã lãi được rất là nhiều. Còn nếu như mà chúng ta cứ dùng Ancon chúng ta chơi thì cuối cùng anh chị thấy cái số BTC của anh chị, cái số Bitcoin của chúng ta càng ngày càng ít lại không? Anh chị thấy cái số Bitcoin càng ngày càng ít lại nếu như mà anh chị chơi Ancon không? Đó chính là chiêu của cá mập. Cái vòng này nhìn nó đơn giản như thế này thôi anh chị, nhưng mà nó không hề đơn giản đâu ha. Nó không hề đơn giản. Đúng rồi, nếu mà chúng ta chơi tốt thì vẫn tốt ha. Đó là chơi thì vẫn tốt.
bằng cách là chúng ta mua ancoin và chúng ta nhìn theo đô la này. Chúng ta nhìn những cái vùng hỗ trợ kháng cự của nó theo đô la. Nhìn những vùng hỗ trợ kháng cự theo đô la và nhìn xu hướng theo đô la. Nhìn nến theo đô la là chúng ta sẽ chơi ancoin tốt. Còn anh chị mà nhìn nó theo BTC thì nó sẽ bị sai ngay. Nhưng mà phần lớn thì hiện tại là cá mập nó sẽ để cái biểu đồ của ancoin trên BTC cho chúng ta bị nhầm lẫn. Và cái chiêu của nó như vậy. Cái chiêu của nó là như vậy đó. Và anh chị có thể để ý không? Chúng ta muốn mua ancoin đúng không? Là chúng ta mua BTC. Sau đó chúng ta dùng BTC để chúng ta mua ancoin. Là thế nào chúng ta cũng mất một khoản phí cả. Chưa làm gì là mất tiền nữa đó. Chúng ta muốn mua thằng này này, chúng ta phải dùng đô la để chúng ta mua Bitcoin. Rồi dùng Bitcoin mua thằng này. Rồi chúng ta bán, chúng ta làm được lại. Chúng ta bán thằng này lấy BTC, bán BTC lấy đô la. Cuối cùng ấy, nó cứ đổi như vậy á. Nên là chưa làm gì là chúng ta mất hết tiền. Mất hết tiền phí cho sàn. Mà sàn là cá mập đó. Mà những thằng sàn nó hợp tác với nhau. Chủ các sàn giao dịch nó chơi với nhau mà đó. Tại vì nhiều anh chị không có đầu tư Bitcoin cho nên em không có nói nhiều thời gian quá về cái này. Anh chị chỉ cần biết để né cái vòng này ra thì anh chị nên dùng cái biểu đồ của ancoin trên đô la. Vậy là xong. Còn tất cả là chúng ta bắt chước các bạn quan tâm đô la thôi. Công nghệ blockchain hay là cổ phiếu hay là Ethereum, Ripple, tất cả này là chỉ là cam và quýt thôi. Nhớ nhé, chỉ là cam và quýt thôi. Rồi, về tin tức ha. Tin tức chính là cái món vũ khí lợi hại nhất của cá mập. Thì hầu hết những cái tin tức đưa ra trên thị trường đều là bị chi phối cả. Những cái tin tức ví dụ như là giá cổ phiếu tăng này nọ đó. Những cái thời điểm nhạy cảm thì thường sẽ có những cái tin tức tốt hoặc tin tức xấu. Chúng ta lưu ý như vậy. Chúng ta hãy hiểu ẩn ý đằng sau những cái tin tức. Vì trong những cái thị trường mà bị chi phối như Bitcoin, như chứng khoán, thị trường vàng, thị trường forex, hoặc là anh chị trade chỉ số thì không có bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức. Anh chị nhớ nhé. Còn thị trường chứng khoán và thị trường Bitcoin thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều bởi tin tức. Thị trường bất động sản hơn. Thị trường bất động sản. Tuy nhiên bất động sản là một cái gì đó rất là ổn định và cần rất là nhiều tiền để đầu tư. Ở phần sau thì có thể anh chị thích thì em sẽ nói thêm một vài cái cách để đầu tư bất động sản. Rất là dễ. Tại vì bất động sản là cái thằng dễ nhất. Chỉ có nhiều cần nhiều tiền rồi mình mua để đó. Là xong. Có nhiều những tin tức là ví dụ cả Trung Quốc cấm Bitcoin này, sàn giao dịch ABC bị hack này, công ty ABC XYZ thì bị vỡ nợ này. Vừa rồi ví dụ như công ty Hoa Sen á, công ty Hoa Sen giá nó rơi vào cái vùng thấp rồi, đi ngang rồi và tin tức lại xấu nữa, công ty bị vỡ nợ. Giai đoạn đó chính là giai đoạn mà các mập có hàng đó. Sau đó là ngay lập tức nó tăng lên tầm 70-80% liền. Tin tức hợp tác với công ty nào đó này, đưa ra công nghệ mới gì đó, tất cả những đó đều là tin tức cả. Chúng ta cần lưu ý, nếu như chúng ta đọc tin tức thì chúng ta lưu ý. Cái lưu ý nhất ở đây là vùng giá trên biểu đồ như thế nào, cao hay là thấp, và cái tin tức đưa ra đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cái vùng giá đó. Nhất là cái vùng giá cao rồi mà tin tức tốt thì rất là nguy hiểm. Còn vùng giá thấp rồi mà tin tức xấu thì chúng ta phải biết là chiêu cá mập để gom hàng. Ai bán thì nó mua đó ha. Rất là nguy hiểm. Đó. Một số sàn anh Văn Hiệp hỏi này. Dạ ok. Anh Văn Hiệp hỏi này, một số sàn ancoin trên BTC và ETH không có đô la thì làm như thế nào? Thì đó là chiêu của cá mập ấy. Đó là chiêu của cá mập đó. Nó không muốn để đô la cho mình thấy. Nó không muốn để đô la cho mình thấy. Vậy thì mình làm thế nào? Vậy thì mình ví dụ như anh chỉ thích là cái đồng tiền nào? Cái đồng tiền
ví dụ như đồng nhỏ nhỏ thôi, quy tâm này đi ha. À, quy tâm có đồng list này đi ha, rồi ISK này. Nó không có trên đô la thì Bitcoin thôi, giá của nó chỉ theo Bitcoin thôi. Vậy thì mình sẽ share một cái này USD. Crypto chậm sang đến dịch thôi, có thể chậm lên hình lại cao. Đây này thì nó sẽ theo đô la này, gì LSK trên đô la này, nhưng mà cái này á nó được tính toán lại bởi trading view tức là trading view nó sẽ ước tính để nó tính theo đô la như thế nào. Chúng ta có thể là chọn nó, chúng ta có thể chọn nó để chúng ta xem cái giá mà so với đô la thì như thế nào, cái giá mà so với đô la thì như thế nào, và chúng ta cứ nhìn cái biểu đồ đó thôi. Chúng ta không cần nhìn cái biểu đồ trên BTC và trên ETH, chúng ta chỉ cần nhìn cái biểu đồ của nó trên đô la thôi đó. Và chúng ta là trade theo đó. Như vậy thì nó mới chắc ăn được, nó như thế. Như vậy thằng tin tức ở đây là bị chi phối, cho nên chúng ta cần lưu ý. Còn cá mập nó có thêm một cái chiêu nữa là về cái chiêu trade trade forex này hay bị hiểm này đó, là hoặc là trade chỉ số này, nhất là anh nhớ anh chị trade chỉ số hết sức lưu ý. Tại vì cái sân chơi chỉ số, ví dụ như những cái chỉ số như là VN30 phái sinh là, thì những cái chỉ số này bị chi phối rất là nhiều về cá mập, mà cá mập nó hay lừa những gọi là nhà đầu tư kém cỏi bằng cách là nó tạo ra những cái tín hiệu giả. Thì ở trong cái trường hợp này giá tăng đúng không, gặp vùng kháng cự này xuống này, và giá tăng lên lưới hai này và nó đẩy lên như thế này, vượt qua khỏi vùng kháng cự. Thì ở cái chỗ này là nếu như mà những cái người nào mà thấy là giá qua kháng cự rồi tưởng nó tăng lên tiếp bay vào đây mua mà thì bị dính chưởng đó. Tại vì đây là cái tín hiệu giả thôi, gọi là bull trap, bẫy bẫy tăng giá. Thì để mà khắc phục cái bẫy này thì làm như thế nào, để chúng ta hãy theo dõi giá đóng cửa, nhớ là giá đóng cửa trong khung giờ lớn đó, trong khung giờ lớn để mà chúng ta là thấy rõ hơn. Nếu như để lại cái đầu nến như này thì đây chính là bẫy tăng giá. Còn nếu như mà chúng ta chơi ngắn hạn á, 5 phút 15 phút thì chúng ta đánh cái kiểu là ăn nhanh gọn thôi, đánh du kích thì bẫy nó rất là dễ biết, chỉ lừa được những người mới thôi. Bẫy thì chỉ lừa được những người mới, chúng ta từ từ mà mua bán, chờ tín hiệu giá đóng cửa và xác nhận xong rồi chúng ta hãy mua bán. Nó là như thế nha chị. Rồi cái cách mà bơi theo cá mập mà khi đi săn mồi thì như thế nào, thì tất cả những gì chúng ta cần làm là chỉ cần được 3 bước này thôi. Bước 1 là nhận ra dự án và cơ hội nào đó mà cá mập cho là có tiềm năng ở tương lai. Ví dụ như thị trường Bitcoin, tiềm năng trong tương lai là công nghệ blockchain đó. Ví dụ như dự án ABC nào đó, cổ phiếu nào đó, thì tiềm năng của nó là gì đó trong tương lai. Anh chị có thể đọc về nó là biết ra nữa. Thì cá mập nó phải thấy được cái tiềm năng trong tương lai, và mình cũng phải thấy được như vậy. Thì lúc đó là chúng ta biết rằng khả năng trong tương lai là có thể bùng nổ. Thì bước số 2 là chọn cái điểm mua này, trùng với điểm gom hàng của cá mập, và bước 3 là chọn điểm bán trùng với điểm bán của cá mập. Cá mập thường nó xả hàng ở những cái vùng giá cao và tin tức rất là tốt. Thì qua những cái bài sau thì em sẽ nói, chúng ta sẽ biết được cái mập nó sẽ xả hàng nó ở cái vùng nào. À, gom hàng thì chúng ta biết rồi đúng không? Và chúng ta thường chúng ta sẽ không mua ngay cái giai đoạn sideways như gì, tại vì chúng ta sẽ bị ngâm vốn. Để mà tối ưu hơn thì chúng ta chọn mua ở cái vùng mà giá nó giật lên như này đó. Rồi cái thời điểm mà cá mập nó chốt lại gom hàng á, thì cũng rất là quan trọng á.
Cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý nếu mà trên cái thị trường đầu tư Bitcoin thì anh chị nhớ là có hai cái thông số quan trọng, đó là Bitcoin Dominance và Volume 24 giờ. Khi mà Bitcoin Dominance tăng này, Volume 24 giờ tăng này, và toàn bộ giá altcoin giảm, thì chúng ta nhớ là cả mập nó sắp chốt lại. Vì sao là ví dụ trong trường hợp này là Bitcoin Dominance tăng này, Volume 24 giờ này ha. Đó, thì chúng ta lưu ý là Bitcoin là cái thằng mà dễ đưa về tiền mặt nhất, cho nên là cá mập nó sẽ là dồn hết vốn hóa về đây và nó bán một phát luôn. Chúng ta hết sức lưu ý nhé. Thường những người ta vào cái thị trường là người ta nhìn giá, là người ta nhìn ở đây không à, chứ ít ai mà nhìn hai cái thông số này đâu. Cho nên anh chị đầu tư Bitcoin thì lưu ý nhìn hai cái thông số này. Cứ cái thằng Bitcoin nó bên này mà tăng thì rất là nguy hiểm á, cá mập nó có thể xả hàng bất cứ nào. Cho nên anh chị lưu ý là cá mập nó rất là thích đô la. Và đầu tư thị trường chứng khoán cũng như thế. Thị trường chứng khoán anh chị cần lưu ý đó là những cái thời điểm mà cá mập nó rút lại là những cái thời gian là cuối năm hoặc là cuối một cái quý, cuối năm cuối quý đó, hoặc là cuối tháng. Lưu ý là Bitcoin là cá mập chỉ có làm việc trong khung giờ lớn thôi. Đây là cơ sở tiên quyết để chúng ta có những setup cho những trade sau này. Anh chị nào mà chơi trade chỉ số này, trade chỉ số, trade forex, trade phái sinh, thậm chí trade Bitcoin luôn và lướt sóng chứng khoán luôn, thì chúng ta lưu ý cái dòng này nhé. Đây là cái cơ sở chúng ta chơi sau này đây. Là cá mập nó chỉ làm việc trong khung giờ lớn thôi, khung giờ ngày, khung giờ tuần, thậm chí khung giờ tháng. Chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Mai mốt thì em sẽ chỉ cho anh chị. Với cái bài này thì chúng ta nắm được rồi. Thị trường là luôn luôn có cá mập và chúng ta làm theo cá mập là được. Mà cá mập là tổ chức lớn nên làm việc rất có quy trình. Ví dụ như anh chị thấy trong cái thị trường Bitcoin này, những cái thị trường khác là anh chị bắt chước tương tự đấy nha anh chị. Anh chị lấy một thị trường ra để em hướng dẫn thôi. Còn những cái bài trade về sau thì em sẽ làm nhiều thị trường. Có nghĩa trong bài về phân tích cơ bản và cá mập này thì chủ yếu em lấy thị trường Bitcoin ấy. Tại vì nó rất là mới và mọi thứ nó bị chi phối, thấy rất là rõ. Thị trường bất động sản cũng thấy rõ mà, và thị trường này cũng thấy rõ hơn. Đây này, cái giai đoạn mà cuối năm cá mập xả hàng này ha, cuối năm 2017 là cá mập nó xả hàng cuối năm đó. Rồi còn những cái vùng mà đầu tháng và cuối tháng là thường cá mập nó cũng gom hàng và xả hàng. Ví dụ như anh chị để ý này ha, đây là cái vùng đáy này. Đây cái vùng đáy này, đầu tháng 2 này ha, ngày mùng 2 tháng 2 ở dưới này thấy không, đầu tháng 2 này, cuối tháng 1 đầu tháng 2 này. Còn cái vùng đỉnh là cuối tháng 2 này, đầu tháng 3 này, rơi về vùng đỉnh này. Rồi qua đây này, cuối tháng 3 này, đầu tháng 4 này, là rơi về vùng đáy này. Được chưa? Rồi bên đây, cuối tháng 4 đầu tháng 5 này. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 đây là vùng đỉnh ha. Rồi qua đây, là một cái chu kỳ giảm liên tục nguyên tháng 5 này. Đó, nguyên tháng 5 rồi tới tháng 6 này. Thì qua đây là cuối tháng 6 đầu tháng 7 này. 30 tháng 6 này ha, 36, 1 tháng 7 này, rồi vùng đáy này ha, rồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 này, đó, cứ đầu tháng cuối tháng là những cái vùng giá nhạy cảm thôi, đó, thế là kéo qua. Còn đây là nguyên cái vùng này luôn, nguyên cái vùng này là cuối năm 2018 này, đầu năm 2019, cứ cuối năm với đầu năm và cuối tháng đầu tháng anh chị lưu. Còn cái vùng giá hiện tại này, ví dụ như buổi trước là nó rơi về cái vùng là cuối tháng 6 này. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 này, là rơi về ngay vùng đỉnh luôn. Đó, cuối tháng 6 đầu tháng 7. Còn bây giờ là ngày mấy này? Bây giờ cái vùng dưới đây, là cuối tháng 7 này, đầu tháng 8 này, là ngay vùng đáy luôn này. Cuối tháng 6 đầu tháng 7, cuối tháng 7 đầu tháng 8 này. Rồi còn cái vùng bây giờ hiện tại là đang là ngày 10 tháng 8. 10 tháng 8 chưa phải đầu tháng và cuối tháng gì cả. Nên là giá có thể là đang tăng như thế này, có thể là sideways, hoặc là có thể đang lên để tạo thành một cái đỉnh ở cuối tháng, cuối tháng 8 tạo thành một cái đỉnh, có thể nó tăng tiếp
thì cái việc giảm này có thể là chỉ là giảm nhẹ thôi đó. Đang tiếp thì cái vùng hồi kháng cự của nó chỉ cái nó hiệu này. Đó, nên là chỉ cần nhận định sơ sơ rằng cá mập nó làm việc quy trình và mọi thứ mua và bán thường xảy ra ở đầu tháng cuối tháng như thế này, thì ví dụ như trong cái giai đoạn mà buổi trước này, giá nó đang tăng như thế này vào 15 tháng 6 này mà mình thấy giá tăng thì mình sẽ biết rằng giá nó sẽ còn tăng tiếp tới cuối tháng. Đó. Giá sẽ còn tăng tiếp tới cuối tháng như thế này. Còn khi mà giá giảm, ví dụ giá giảm là mới là ngày 12 tháng 7 này. 12 tháng 7 mà anh chị thấy giá giảm thì anh chị phải biết rằng giá sẽ còn giảm nữa tới cuối tháng. Giá còn giảm nữa tới cuối tháng, tới cuối tháng 7 là. Đây, tới cuối tháng 7 này thấy không? 29 tháng 7 này. Đó, bắt đầu là nó lại tăng. Nó lại tăng, bây giờ nó tăng rồi. Nó tăng mới, hôm nay là ngày 10 tháng 8. 10 tháng 8 như này. Thì có thể là nó sẽ còn tăng nữa. Có thể nó còn tăng nữa. Hoặc là nó tăng, hoặc là nó tăng tới đây thôi. Sau đó nó lại giảm. Sau đó nó lại giảm như thế này. Và tới cuối tháng 8 là nó tạo thành đáy. Tại vì trong quá khứ mình đã thấy rằng đầu tháng và cuối tháng là đỉnh và đáy mà. Mà cái thằng này chưa tới cuối tháng. Chưa tới cuối tháng mà nó đã tạo đỉnh như thế này rồi. Thì có thể tới cuối tháng nó sẽ tạo đáy. Và nó là như vậy. Tại vì cá mập làm sao? Nó làm việc rất là có quy trình. Hợp đồng phái sinh cũng như vậy. Hợp đồng phái sinh cũng như vậy. Anh cứ bật biểu đồ lên, anh xem những cái vùng đỉnh và đáy nó rơi về về những cái vùng nào. Thường là cuối tháng, cuối năm, đầu năm, cuối quý, cuối một quý, quý là 3 tháng. Coi như thế nào là được. Phái sinh nước ngoài thì em không biết sao chứ, tại vì em không có đầu tư phái sinh nước ngoài. Tuy nhiên phái sinh Việt Nam thì cá mập chi phối nhiều lắm. Những cái tín hiệu phân tích kỹ thuật thì thường sai hết. Cũng có đúng nhưng mà thường là sai. Rồi cái phần mà cá mập nó mua bán bằng trade như thế nào thì qua những cái bài mà về phân tích trade thì em sẽ nói nha anh chị. Em sẽ nói rất là rõ. Chúng ta theo cá mập ha. Rồi, cái buổi hôm nay là đến đây là hết á. Rồi anh chị còn câu hỏi gì không ạ? À, thì thường theo lịch học á, thì chúng ta sẽ kết thúc vào 10 giờ. Tuy nhiên đó là có rất là nhiều cái vấn đề mà em muốn giải thích rõ cho anh chị. Cho nên là em sẽ kéo dài thời gian một chút. Chứ em dạy nhanh lên thì em kết thúc giờ sau em đi ngủ thì cũng chuyện rất là bình thường đúng không? À, đúng lịch trình. Tuy nhiên mà để mà tốt hơn cho mọi người thì em sẽ nói. Em sẽ nói rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Chứ em muốn kết thúc đúng giờ thì em buộc các em nghỉ cho em dạy thêm nhiều làm gì. Rồi. Thì ở buổi hôm nay, buổi đầu tiên đó, anh chị thấy buổi hôm nay sao ạ? Có nói nhanh quá mà, để em rút kinh nghiệm. Anh chị thấy buổi hôm nay sao?